chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Tiêu Vân bỗng nhiên mất bình tĩnh, chỉ đơn giản năm chữ, nhưng cái giọng điệu này lại khiến Tiêu Vân bất chợt nhớ đến kinh nghiệm bị treo lơ lửng đến chết đầy thảm khốc hôm qua của mình. Muốn chuẩn bị trước vài cái huyễn văn không? Diệp Tu hỏi, Tiêu Vân lại xấu hổ, ngày hôm qua trên người hắn ta có đến 7 cái huyễn văn, kết quả chẳng cái nào có tác dụng, với một pháp sư chiến đấu, một đặc điểm nổi trội của chức nghiệp như ma pháp huyễn văn lại chẳng dùng được gì cả, điều này rất kỳ cục. Tiêu Vân đang chuẩn bị nói gì, lại nghe thấy đội trưởng ở phía sau kêu một tiếng, Tiêu Vân không cần lãng phí thời gian với những lời rác rưởi kia. Lời rác rưởi, Tiêu Vân sững sờ, trong trận đấu vinh quang, hai bên gửi tin chào phúng, khiêu khích nhau được gọi là lời rác rưởi, nhưng hiện tại, đối phương ở trong trò chơi lại bỏ đi hành động đánh chữ, trực tiếp dùng giọng nói. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tất phải tập quen với hoàn cảnh này, những cao thủ hay dùng những lời rác rưởi này thường tìm đúng sơ hở trong tâm lý mà dùng câu chữ tấn công cảm xúc của bạn. Có rất ít người chỉ vì sướng mồm thật sự lắm, đây cũng là một loại tâm lý chiến. Tiêu Vân hít sâu, có hai cách đối phó với lời rác rưởi, một là dùng lời rác rưởi phản công lại, xem kỹ năng đứa nào cao hơn. Hai là bơ nó đi, bình tĩnh làm tiếp chuyện mình nên làm. Người thành công trong cả hai cách hiện nay không ai khác ngoài Hoàng Thiếu Thiên. Tên này một là tự biên tự diễn, vốn chẳng thèm nhìn đối phương nói gì, hai là chiêu spam đầy màn hình, thuộc loại tổn thương quần thể chuyện trực tiếp chế giễu toàn bộ đội ngũ đối phương cũng đã từng xảy ra rồi. Với người mới, lời giác rưởi thường là một sự khiêu chiến cực kỳ ác liệt. Như Cao Anh Kiệt, đối tượng được xem là trọng điểm bồi dưỡng để thay thế Vương Kiệt Hy. Trình độ kỹ thuật không hề kém, đến nay lại chưa từng có chút kinh nghiệm thi đấu chính thức nào. Thật ra cũng bởi vì tính cách ngại ngùng hướng nội của đứa trẻ này vẫn cần tôi luyện gấp. Nếu phải lên sàn đánh với một kẻ nói nhiều như Hoàng Thiếu Thiên, dám chừng đánh đến khóc luôn. Sau khi Tiêu Vân nghe xong lời đội trưởng, tập trung tinh thần lại, không nghĩ ngợi lời Diệp Tu vừa nói nữa, hắn ta còn sợ câu tiếp theo của Diệp Tu càng có tính sát thương hơn, vội vàng nhấc chiến mâu chủ động giết tới. Lúc này Hàn Yên Nhu cũng nâng mâu đón tiếp, hai pháp sư chiến đấu lập tức xông vào nhau. Tất cả mọi người theo bản năng mà tiến về trước vài bước, vây gần lại để xem cho rõ. Thu hình hết lại, sau khi dặn dò, Vương Kiệt Hy cũng mở chức năng thu hình của mình. Hai kẻ cùng nghề chiến đấu với nhau bớt đi những màn lừa gạt khéo léo càng cần cẩn thận nhiều hơn bởi vì hiểu quá rõ chức nghiệp đấu pháp dập khuôn tầm thường căn bản đều vô dụng tiêu vân gia long nha thiên kích là hoa trưởng viên vô côn là một bộ bốn liên kích cơ bản nhất của pháp sư chiến đấu bốn chiêu liên tục này đều đánh không chúng hàn yên nhu cũng dùng bốn kỹ năng này tiếp chiêu cũng không đánh chúng tiêu vân đối mặt với chức nghiệp mà mình quen thuộc phát huy của tiêu vân rõ ràng tự tin và thành thạo rất nhiều di chuyển công kích hai pháp sư chiến đấu kẻ đến người đi, nhưng ma pháp huyễn văn dấu hiệu nổi bật kia vẫn không xuất hiện, đấu tới giờ rồi mà chẳng ai trong cả hai đánh chúng đối thủ cả. Tiêu vân càng đánh càng hăng say, hắn ta phát hiện ngoại trừ chức nghiệp tán nhân cổ quái kia, Diệp Thu cũng chỉ có thế thôi, quả nhiên là tuyển thủ đã giải nghệ, tầm thường chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc là, đây chỉ là ớt nhỏ tại khu mới trong trò chơi, nếu như đang ở giải đấu chuyên nghiệp, vào thời khắc mấu chốt của trận chung kết, đội viên chết hết, chỉ còn mình quyết đấu với nhất Diệp Chi Thu, quyết định tổng quán quân cuối cùng, mà mình bắt được cơ hội này. Lúc này Hàn Yên Nhu xuất hiện sơ hở, Tiêu Vân không để vượt mất, chiến mâu trong tay Vân Tiêu như rắn độc đâm ra, một kích trúng mục tiêu, mà Pháp huyễn văn đầu tiên trong cuộc tỉ thí này rốt cuộc đã xuất hiện. Ngay sau đó một chiêu thiên kích hất Hàn Yên Nhu lên, huyễn văn không thuộc tính vừa mới hình thành cũng bay ra từ đấy. Huyễn văn nổ tung, ma pháp của Vân Tiêu gây thương tổn đồng thời nhân vật cũng được tăng thêm tốc độ di chuyển, hành động càng thêm nhanh chóng chạy nhanh vài bước đuổi kịp, nhìn thân hình của Hàn Yên Nhu, dự tính chơi chút che ảnh bước, nhưng dù sao công lực chưa đủ, chờ hắn ta quyết định rõ xem nên di chuyển hướng nào thì Hàn Yên Nhu cũng sắp rơi xuống rồi. Đối thủ cũng không phải không hề phản ứng, giữa không trung đâm tới một mâu dự định ép phân tiêu lùi lại. Có điều người đang bị lơ lửng nên chiêu này có chút lộn xộn, tiêu vân thao tác nhảy ra sau, Vân tiêu thoải mái tránh khỏi, lại bước nhanh lên trước tung một chiêu lạc hoa trường, chúng ngay chóc không kịp đợi đối phương bay ra ngoài lập tức cho thêm một cái viên vũ côn hàn yên nhu bị quăng mạnh xuống đất tiêu vân cảm thấy đắc ý cảm thấy mình quả thật chính là đại thần có cấp bậc mvp hạ phàm xông lên tiếp tục đuổi đánh trong lúc lờ mở chợt nghe thấy một câu để anh tiêu vân chưa kịp nghĩ ngợi gì tấn công liên tục hai cái hàn yên nhu cũng không đứng dậy mà giả chết ở đấy tiêu vân đang nghi hoặc chợt nghe thấy đội trưởng hét to một tiếng coi chừng vừa dứt lời hàn yên nhu đột nhiên lăn từ mặt đất lên Tiêu Vân mang theo lòng tin tràn đầy thao túng Vân Tiêu đâm ngay một mâu đến, ai rẻ đối phương vừa lăn người dậy đã thuận thế nhảy dựng lên, trùng hợp né được một mâu này của Vân Tiêu. Ở trên không chung lại đâm chiến mâu sang, trực tiếp ra thiên kích. Tiêu Vân giật mình vội vàng làm một thao tác lăn người, Vân Tiêu cúi người né qua. Hàn Yên Nhu sau khi đáp xuống đất liền tập tức đâm một chiêu Long Nha tới, Vân Tiêu lại lắc mình né tránh, một đòn công kích thường trong đám kỹ năng của đối phương chợt núi gót tới, vừa đuổi đánh Vân Tiêu vừa nói chuyện, em xem trong lúc sử dụng kỹ năng tốt nhất nên dùng một vài công kích thường để điều chỉnh thiết tấu, trong tình huống duy trì cục diện, kỹ năng để dành càng nhiều càng tốt. Ra một mạch 4 kỹ năng liên kích như em, lực đánh tuy mạnh, nhưng đánh xong thì đã có 3 kỹ năng đang trong thời gian đóng băng, trong thời gian ngắn nhất sẽ thiếu đấu pháp để lựa chọn, dễ dàng bị đối thủ nhìn thấu. Không chỉ ở giai đoạn đầu, sau này cũng phải chú ý điều này, tuy rằng giai đoạn sau sẽ có thêm nhiều kỹ năng, nhưng thời gian đóng băng của những đại chiêu ấy cũng rất lâu vừa lên đã lần lượt dùng hết kỹ năng làm thế chẳng sáng suốt tí nào vâng đường nhu đứng ở phía sau diệp tu đáp vừa rồi cô đã đổi tay với diệp tu so đấu với tên vân tiêu vừa bị diệp tu giết luôn trên trời mà không rơi xuống được ngày hôm qua đấu thử mới biết cái tên bị trêu đùa này cũng không dễ ăn như mình tưởng khi một nhân vật chưa dùng bất kỳ kỹ năng gì mới là thời khắc người ấy đạt được trạng thái mạnh nhất em cũng phải lợi dụng điểm này đối thủ đã từng dùng kỹ năng gì thời gian đóng băng của loại kỹ năng ấy là bao lâu? Em xem, cậu ta vừa mới đánh lạc hoa trưởng, như vậy trong 4 giây tiếp đấy lạc hoa trưởng sẽ không mang khả năng uy hiếp. Lợi dụng cơ hội này mà tiến sát lại gần, trừ bỏ lạc hoa trưởng, tất cả kỹ năng của Pháp sư chiến đấu hiện nay đều thuộc dạng công kích thẳng hoặc hất lên. Chúng ta chọn cách di chuyển hơi chết sang một bên để tiến sát người. Em nhìn đi, giờ cậu ta sẽ không có kỹ năng nào có thể khống chế chúng ta. Ấy già, lạc hoa trưởng, nói nhiều quá 4 giây trôi qua mất rồi, lạc hoa trưởng của cậu ta đã hồi phục. Khi Diệp Tu đang chuẩn bị lợi dụng cơ hội lần này để công kích sát người, Vân Tiêu chợt đánh một chiêu lạc hoa trưởng ra, đành vội vàng thao tác Hàn yên nhu nhảy tránh ra sau. Làm gì đấy, anh đang nói chuyện với ai? Tiêu Vân la lên, chương 140, sát vách tìm anh. Nhìn nhé bên này quảng cho Hàn Yên Nhu một câu như vậy rồi thừa lúc tận dụng thời cơ kỹ năng của Vân Tiêu đang trong thời gian đóng băng, chiếm được góc độ không có cách phản kích mà thực hiện công kích. Lúc này Diệp Tu cũng không nói nhiều nữa, bắt tay làm mẫu trước. Chỉ vọn vẹn sau hai thao tác, Vân Tiêu bị treo lơ lửng trên không. Tiêu Vân buồn bực muốn chết, lúc này hắn ta đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Dù sau thì hai hàn yên nhu trước và sau khác nhau quá rõ rệt, làm một tuyển thủ chuyên nghiệp thì những phán đoán như vậy luôn phải có. Hơn nữa bên này Diệp Tu bỗng nhiên nói liến thoáng không ngừng, Tiêu Vân rốt cục cũng hiểu, thì ra từ lúc mới bắt đầu mình đã bị người lấy làm đứa bồi luyện, vậy còn hiện tại lại thành đạo cụ đối phương lấy để dạy học. Tiêu Vân nôn nóng muốn nhanh chóng chấm dứt trạng thái lơ lửng trên không này, ai ngờ góc nhìn vặn qua vẹo lại, vẫn không tìm thấy người phía dưới đang nơi nào. Che ảnh bước, lại là che ảnh bước. Tiêu Vân rất thận thao tác này cơ mà trình độ của hắn lại kém hẳn người ta một bậc, không phá được cục diện. Nghĩ tới việc lần này bị ép buộc như vậy ở trước mặt toàn bộ người trong đội, chỉ muốn chết cho xong. Ai ngờ lần này đối phương lại không ác độc giống lần trước, tuy vẫn dùng che ảnh bước để ẩn thân, nhưng sau khi công kích hắn vài cái, một cái viên vũ côn đã đập hắn nằm bẹp trên đất. Tiêu Vân vội vàng lăn mình đứng dậy, chỉ sợ bị đối phương đuổi theo đánh, kết quả Hàn Yên Nhu không hề nhúc nhích, đứng ở đó nói chuyện liên tục, hiển nhiên vẫn đang giảng nguyên lý ngược hắn cho người bên cạnh. Đạo cụ hóa ra mình thật sự trở thành đạo cụ, Tiêu Vân nổi giận đùng đùng, quay lại chiến tiếp, Hàn Yên Nhu tùy ý gạt đi, còn đứng bên bình luận, lúc thì thế này sai rồi, lúc lại bảo thế kia không tốt, tiêu vân từ đạo cụ lại biến thành tài liệu giảng dạy những khía cạnh tiêu cực. Tiếc thay, lửa giận đầy bụng này của tiêu vân chẳng cách nào bùng cháy thành tiềm năng cơ thể được, thao tác vẫn là thao tác cũ, nhưng chỉ vì cái lợi trước mắt mà lộ ra càng nhiều sơ hở. Tiêu vân, lui ra đi vương kiệt hy cuối cùng cũng lên tiếng. Ở góc độ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê khiến cho bọn họ đã sớm phát hiện ra Hàn Yên Nhu trước sau không phải một người, lúc này lòng cầu thắng của Tiêu Vân khá mãnh liệt nhưng cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế chỉ liên tiếp tung ra những công kích nóng nảy bất ổn nhưng sự nóng nảy bất ổn ấy của tiêu vân quả thực nghiêm trọng đến cả lời của vương kiệt hy cũng không nghe thấy chu diệp bách ngồi bên cạnh hắn vội vàng vỗ vỗ hắn tiêu vân đội trưởng bảo anh lui xuống tiêu vân bấy giờ mới nghe thấy giật mình xong cũng buồn bực lùi lại đến bên cạnh đội trưởng đây là thói quen của họ vào những lúc như vậy đội trưởng sẽ chỉ giáo một hai câu vừa rồi lời diệp thu nói em có nghe không Vương Kiệt Hy hỏi, Tiêu Vân ngẩn ra, hắn có nghe, hắn thật sự có nghe, hắn thậm chí còn hiểu rõ bản chất, phát hiện ra sự thật rằng Diệp Thu xem hắn như đạo cụ. Nhưng hắn biết, ẩn ý của đội trưởng không phải chỉ như thế. Điều hắn nói em cũng biết, Tiêu Vân giải thích cho mình một chút, những bài lý thuyết nào cũng không phải bí tịch môn phái gì, không nói tới tuyển thủ chuyên nghiệp, đến người chơi bình thường cũng hiểu được đạo lý ấy. Chẳng qua biết thì biết, có thể vận dụng hay không lại là việc khác. Nếu em đã không cần nghe, vì sao em không coi những lời ấy trở thành lời rác rưởi vương kiệt hy nói tiêu vân lại ngẩn ngơ vương kiệt hy cũng không nói thêm gì để hắn tự mình tỉnh táo lại để em lên đi đội trưởng lúc này trong chiến đội vi thảo đã có người chủ động ứng chiến cũng chính là lưu tiểu biệt đã bại một lần trước đấy có điều lần này nhìn thấy đối phương không sử dụng tán nhân khó đối phó kia mỗi người đều nóng lòng muốn thử lưu tiểu biệt trước đó đã thua một lần ôm ý định báo thù trong lòng để em lên cho kết quả lương phương từng tạch một lần như cậu ta cũng bước ra này này đội trưởng của họ còn chưa trả lời bên kia hàn yên nhu đã đi tới một nhân vật nữ nhưng nói chuyện thì rõ là giọng nam tất cả mọi người đều cảm thấy khó ở không phải muốn làm vài ván sao đến đấu trường đi diệp tu nói hình như bên cạnh anh cũng có người cần chỉ dạy vương kiệt hy nói đúng vậy nhưng không nhiều bằng mấy cậu diệp tu nói là ai một em gái trong tiệm nét diệp tu nói anh đi lóc ớt chính đã. Diệp Tu nói xong rời đi, Hàn Yên Nhu trả lại cho đường Nhu. Diệp Tu dùng quân Mạc Tiếu đăng nhập xong đi ra khỏi căn nhà vách đất. Người một người của chiến đội Vi Thảo đều ở bên ngoài, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng kịp với kiểu phát triển tình thiết như này. Cậu nói xem đây có được tính là một giai thoại không? Quân Mạc Tiếu tiến tới, Diệp Tu nói. Giai thoại gì? Vương Kiệt Hy hỏi, đội quán quân bồi luyện cho một em gái trong tiệm nét, đủ giật tiết chưa? Diệp Tu nói, anh bảo em gái nọ chính là Hàn Yên Nhu phải không? Vương Kiệt Hy nói, "Phải, rõ ràng chỉ là một người mới, anh không cảm thấy việc trực tiếp lấy tuyển thủ chuyên nghiệp làm bồi luyện này hơi quá ư." Vương Kiệt Hy nói, "Ha ha, phương pháp này vô cùng phù hợp với em ấy đó Diệp Tu nói. Nhưng tôi không nhìn ra được, bồi luyện cho cô ấy thì chúng tôi được lợi gì?" Vương Kiệt Hy nói, "Không qua được em ấy, không đủ tư cách đánh với anh." Diệp Tu nói, "Vương Kiệt Hy hết biết nói gì." sau lúc lâu mới tiếp, tư cách này dễ lấy quá đấy. Thế nên mấy cậu không chịu thiệt đâu, trừ khi cậu tình nguyện giống như bây giờ, mỗi ngày chơi trốn tìm với anh ở khu luyện cấp. Hẳn mấy cậu rất bận nhỉ, có nhiều thời gian như vậy ư? Diệp Tu hỏi, đấu trường, liệt hỏa diễm tấn của Vương Kiệt Hy xoay người, tuyên bố với các đội viên. Những người này đều là cao thủ, đường Nhu Hàn Yên Nhu đi tới bên cạnh quân Mạc Tiếu hỏi. Ừ, Diệp Tu đáp, cao khoảng bao nhiêu? Đường Nhu hỏi, kém hơn anh một chút diệp tu nói nhất thời tiếng ho khan vang khắp nơi diệp tu không để ý hỏi đường nhu nếu thua mãi em có khóc không anh cứ nói đi đường nhu hỏi lại tóm lại em cần chuẩn bị tâm lý thật tốt diệp tu nói em cũng không tin đâu sao lại khoa trương thế chứ đường nhu nói ừ cần nhất là tinh thần thế này đây diệp tu đốt điếu thuốc một đám người quay về thành đến đấu trường anh có thể dùng tán nhân không diệp tu hỏi mọi người trong vi thảo câm nín vấn đề này quả thực khó trả lời nếu bảo không cho thì cứ như mình đang sợ nhưng mà nói cho thì tán nhân quá khó đối phó kết quả chợt nghe thấy giọng đội trưởng vang lên mấy em đang lo lắng cái gì tâm lý không qua được cửa này thì về phòng ngủ đi không thể luôn bảo thắng thua không quan trọng phương kiệt hy hy vọng các đội viên có thể can đảm đối mặt với thất bại tìm ra thiếu sót của mình trong thất bại cấp bậc này mà đòi đánh thắng tán nhân lại còn là quân mạc tiếu của diệp thu quả là cơ hội xa vời với mọi người dưới loại tình huống này phải xem thử ai có can đảm đối mặt với thất bại từ đó tự nâng cao chính mình các đội viên trầm mặc mặc kệ tâm lý có qua được hay không nhưng không ai lựa chọn rời khỏi vào lúc này ai tới trước vương kiệt hy hỏi em lưu tiểu biệt lập tức đi tới trước mặt quân mạc tiếu cũng được nhưng muốn qua thì đấu với em ấy trước đã diệp tu ý bảo đường nhu lên rất nhanh thôi lưu tiểu biệt tràn đầy tự tin chủ động đi lập một phòng một vs một, những người khác ở đây đều lấy thân phận là người xem để vào. Diệp Tu đi vào, để lại một câu liền rời khỏi, thắng thì đến sát phách tìm anh, pass 15951. Có thể kéo dài bao lâu nhỉ? Xây xong phòng mới rồi, Diệp Tu yên lặng nghĩ. Lúc này hắn không ngồi cùng chỗ với đường nhu, không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu, chỉ có thể tự mình đoán. Lưu Tiểu Biệt, đối thủ đầu tiên này cực kỳ bất lợi với đường nhu. Hiện tại ưu thế chủ yếu của Đường Nhu chỉ là tốc độ thao tác tay mà thôi, nhưng Lưu Tiểu Biệt lại là nhân vật nổi bật về tốc độ tay trong giới chuyên nghiệp. Ưu thế vốn dĩ của Đường Nhu có khi lại trở thành tình cảnh xấu trước mặt Lưu Tiểu Biệt. Về phần kinh nghiệm, lý giải, ý thức hay phán đoán, mấy thứ này lại càng chẳng thế so sánh. Chắc khoảng 40 giây rồi, Diệp Tu đoán thời gian, với hắn, đây cũng là một loại luyện tập. Thông qua kinh nghiệm của bản thân, trực tiếp mô phỏng trận đấu của hai người ở trong đầu, tưởng tượng những trường hợp sẽ xảy ra khi chiến đấu, cuối cùng đưa ra kết luận. 43 giây, không khác mấy với thời gian mà Diệp Tu dự đoán. Lưu Tiểu Biệt vừa lên đã tích cực tấn công, cậu ta cũng chẳng biết thương tiếc gì với chị em phụ nữ, càng không muốn lãng phí thời gian với ma mới. Tốc độ tay hơn hẳn đường nhu, khiến đường nhu lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Đối mặt với pháp sư chiến đấu vân tiêu kia thì cô còn có thể dây dưa một hồi, nhưng kiếm khách này vừa bắt đầu đã áp chế cô toàn diện, không hề tìm được cơ hội phản kích, toàn thắng. Xoạt xoạt một lát, người trong phòng lập tức mất bóng. Đường Nhu giật mình, cũng đi ra ngoài, lấy thân phận người xem vào căn phòng sát phách, kết quả không thấy quân mạc tiếu ở trong. Anh ở đâu? Đường Nhu nhắn hỏi Diệp Tu. Sát phách tìm anh. Diệp Tu trả lời, em ở sát phách mà, có thấy anh đâu? Đường Nhu trả lời, sát phách tìm anh là tên phòng. Đường Nhu không nói gì, rời khỏi phòng kia, tìm thử, quả nhiên có phòng tên là sát phách tìm anh, nhập pass vào trong, liền chỉ thấy mỗi quân mạc tiếu. Những người khác hẳn cũng bị cách chơi chữ này làm cho hỗn loạn. Thế nào? Diệp Tu hỏi cảm nhận của Đường Nhu. Quả nhiên lợi hại, Đường Nhu nói, đối thủ kia vừa vặn khắc em. Diệp Tu nói, mặc kệ là dạng đối thủ gì, đánh bại là tốt rồi. Đường Nhu nói, em có thể làm được tốt nhất. Diệp Tu nói, nhất định. Đường Nhu quyết đoán nói. Hai người trò chuyện, bên này cuối cùng cũng có một người của Vi Thảo đi vào, tiếp đó có vẻ tất cả cũng phát hiện ra, những người khác lục tục theo sau. Có ý gì đây? Vương Kiệt Hy hiển nhiên cũng không hiểu cái tên phòng sát vách tìm anh mà Diệp Tu đặt. Tất cả mọi người đều tự giác chọn hình thức xem cuộc chiến, nhưng Lưu Tiểu Biệt chuẩn bị tham gia cuộc chiến lại vẫn chậm chạp không vào. Chỉ chốc lát sau đã vào nhưng lại bằng thân phận người xem, buồn bực nói muốn làm gì đấy hả? Không thể tham chiến, chú ý điều kiện tham chiến chứ Diệp Tu nói, tôi đã đánh thắng cô ấy rồi. Lưu Tiểu Biệt nói, ý anh bảo cách thiết lập của hệ thống ấy. Diệp Tu nói, thiết lập của hệ thống. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, kết quả Vương Kiệt Hy phát hiện nhanh nhất đánh cược. Đương nhiên là đánh cược, Diệp Tu nói, bốn người cái tơ nhện cường lực, Vương Kiệt Hy nhìn xuống tiền cược, cao cấp thì sợ mấy cậu không có. Thật ra bây giờ Diệp Tu chẳng còn gì cả, thù lao gần đây nhất cũng đã dùng hết rồi, tơ nhện cường lực này vốn là món kiếm được nhiều nhất từ hôm đánh thuê đầu tiên. Đấu trường mở đánh cược vốn không thể lừa gạt được, tiền đặt cược phải đặt trước tại hệ thống. Tụi tôi cũng không có thứ này, Vương Kiệt Hy tức giận nói nghĩ cách đi, nếu không có, trao đổi đồng giá cũng được, muốn anh lên danh sách vật liệu cho mấy cậu xem không? Diệp Tu hỏi, chương 141, trước ngược sau lại bị ngược. Ồ, anh muốn vật liệu để chế tác vũ khí bạc, còn muốn huấn luyện cả người mới, dã tâm không nhỏ đây. Vương Kiệt Hy nói, cho nên cậu nếu muốn lấy giải quán quân, thì phải nắm chắc cơ hội đấy. Diệp Tu nói, đội viên đội vi thảo nghe hai vị đại thần đối thoại, đều cảm thấy ngập ngừng bất định chẳng lẽ tên Diệp Thu này vẫn muốn quay về liên minh chuyên nghiệp. Nhưng hắn ta vừa mới giải nghệ vài ngày mà, đổi ý nhanh như vậy, có ý đồ gì chăng? Nói đi, muốn vật liệu gì? Vương Kiệt Hy hỏi, hàng loạt chữ nhanh chóng bật ra, hiển nhiên không có khả năng đánh xuống hết trong nháy mắt. Anh quả thật đã sớm chuẩn bị, Vương Kiệt Hy nhìn đống vật liệu, cơ bản đều thuộc giai đoạn cấp 25 đến 30, có boss ẩn phó bản, có boss giã ngoại, còn một vài thứ thoạt nhìn không mấy giá trị nhưng những nhân vật có trình độ như vương kiệt hy vốn cũng biết không ít về hệ thống chỉnh sửa trang bị hơn nữa bộ phận kỹ thuật của câu lạc bộ vi thảo bọn họ có thể xem là đứng hàng đầu trong liên minh hiện nay sau vương triều của gia thế chiến đội vi thảo có thể độc chiếm hai lần quán quân nguyên nhân không thể thiếu phương diện này thoải mái bày những vật liệu để tạo vũ khí tự chế trước mặt mình thế này hắn không sợ lộ phương thức chế tác sao nên biết rằng trang bị tự chế từ trước đến nay đều là chuyện khá bảo mật nghĩ rằng chúng ta không có khả năng nhìn thấu hay đang dở trò gì vương kiệt hy âm thầm suy xét nhưng không nói gì thêm lúc này liên hệ với hội trưởng sa tiền tử bên trung thảo đường liệt kê những thứ mình cần sa tiền tử bấy giờ thật ra đang ở ngay bên ngoài đấu trường người này từ ban đầu đã ngầm theo họ xem náo nhiệt bởi vì không dám tiếp cận chỉ lẳng lặng quan sát từ xa cho nên không ai phát hiện ra kết quả tới đấu trường rồi cũng không biết họ đi vào phòng nào hết cách rồi chuẩn bị rời đi Ai ngờ đột nhiên nhận được tin nhắn của Liệt Hỏa Diễm Tấn. Kiệt Hy đại thần à, Sa Tiền Tử đương nhiên biết nhân vật này là ma đạo học giả, người này hoặc Diệp Lạc Ô Đề, trong hai người luôn sẽ có một người là Vương Kiệt Hy. Sa Tiền Tử nhìn danh sách gửi tới, vội chạy một chuyến đến kho hàng công hội, lấy hết những gì có thể lấy ra. Sau đó liên hệ Liệt Hỏa Diễm Tấn, biết được số phòng đấu trường, rồi vội vàng đưa đồ tới. Các loại vật liệu đều dùng số nhân để lấy, hiển nhiên Vương Kiệt Hy biết tuy bảo là tiền đặt cược nhưng tỷ lệ thắng của họ lại rất thấp, cược với tặng không cũng chẳng có gì khác nhau. Đổi sang xa tiền tử làm chủ, gã nhất định sẽ không đồng ý yêu cầu này, ít nhất cũng phải điều chỉnh tỷ lệ cược đôi chút. Có điều trong mắt Phương Kiệt Hy, đống vật liệu cấp cực thấp này chẳng tính là gì, toàn bộ xem như học phí huấn luyện cho đội viên của mình, có thể đáp ứng được. Có vật liệu rồi, Lưu Tiểu Biệt nhận tiền đặt cược xong, nhân vật rốt cuộc cũng tiến vào đấu trường 1 VS1. Cha, nhanh thật, không hổ là đội quán quân nha. Diệp Tu nói, bớt nói nhảm đi lưu tiểu biệt lúc này ý chí chiến đấu dâng trào, biết đối phương là đại thần Diệp Thu, tự động không chút kiềm chế. Tốc độ tay chứ danh trong liên minh chuyên nghiệp vừa xuất quân đã dốc hết toàn lực, nháy mắt ánh kiếm tung hoành khắp trận. Chức năng quay hình trong đấu trường không giống bên ngoài đấu trường. Góc quay không phải từ góc nhìn của người chơi, mà là góc nhìn thượng đế của hệ thống, khi replay có thể sửa đổi góc quay, góc bao quát, góc xa góc gần vân vân, các góc khác nhau đương nhiên có lợi cho việc nghiên cứu hơn ngay cả bọn vương kiệt hy đang làm khán giả quan sát cũng lập tức chuyển sang góc nhìn thượng đế khi vừa mới tiến vào có thể tự mình chỉnh sửa được lưu tiểu biệt đoạt thế ra tay trước nhìn như hấp tấp bố cục thật ra lại ổn định bởi vì biết đối thủ là tán nhân biến hóa phức tạp ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp như họ cũng khó lòng phòng bị lưu tiểu biệt mới bùng nổ tốc độ tay hy vọng chuỗi công kích liên tục sẽ khiến đối thủ không rảnh tay làm trò gian trá gì hoặc không có thời gian tự hỏi nên làm sao vương kiệt hy âm thầm gật đầu dù sao cũng là đội viên chủ lực, suy nghĩ của Lưu Tiểu Biệt khá thành thục, xử lý đấu pháp vô cùng chuẩn xác. Sau so ra, mùa giải này tuy Tiêu Vân cũng tham gia non nửa trận đấu, nhưng vẫn còn phần sốc nổi. Chẳng qua, muốn thắng, e rằng có hơi khó. Trong đầu Vương Kiệt Hy vừa nảy lên ý nghĩ như thế, quân Mạc Tiếu trong màn hình đã bắt đầu phản kích. Những đường kiếm sáng lóe như bão tố từ kiếm khách của Lưu Tiểu Biệt cứ thế mà bị dập tắt trong nháy mắt, sau đó chính là màn biểu diễn bằng loạt phương thức tấn công với mưu súng kiếm quyền vân vân kiếm khách đao đao bạt đao của lưu tiểu biệt liên tục tháo chạy song vẫn gắng sức duy trì tìm cơ hội đột phá tốt lắm vương kiệt hy gõ xuống hai chữ tỏ vẻ khích lệ lưu tiểu biệt điều anh muốn nhìn chính là thế này bại nhưng không nản một lát sau lưu tiểu biệt rốt cuộc vẫn thua trận tiền đặt cược hệ thống tự động nạp vào túi đồ của quân mạc tiếu cảm ơn diệp tu gõ chữ tới tui lương phương nhảy ra muốn lên sàn qua ải trước đã diệp tu một cước đá gã ra khỏi phòng Đường Nhu nhận được tin nhắn, ra ngoài lập một phòng khác. Lần này những người khác đều không theo sau vây xem, đối với dạng pháp sư mới chơi như Hàn Yên Nhu quả thật không có gì hay để nhìn. Bẵng một lúc Lương Phương và Đường Nhu song song quay về, Đường Nhu dĩ nhiên lại nhanh chóng thua trận. Lương Phương mang theo vật liệu vào sân, hai bên bắt đầu so đấu. Lương Phương chợt cảm thấy quen thuộc, y hệt như trận đấu của gã và Hàn Yên Nhu, chẳng qua giờ đã đổi ngược tình thế, gã trở thành cái đứa đang vùng vẫy. Lương Phương thuộc kiểu người cuồng dã nhiệt huyết, gặp phải tình huống này máu nóng của gã sẽ kích thích hơn cả, dùng ngay một vài đấu pháp lưỡng bại câu thương. Nhưng đấy không phải gã đã mất bình tĩnh, chức nghiệp cuồng kiếm sĩ của Lương Phương rất thích hợp với đấu pháp này. Bởi vì cuồng kiếm sĩ sau khi chuyển nghề sẽ học được một kỹ năng tên khí huyết trỗi dậy. Khi lượng máu của cuồng kiếm sĩ dưới 50%, kỹ năng bị động này sẽ tự thân gia tăng thuộc tính sức lực, máu càng ít, tăng càng cao. Nói cách khác, sinh mệnh cuồng kiếm sĩ càng thấp, Lực công kích sẽ càng cao, nếu tiến hành đấu pháp lưỡng bại câu thương ở giai đoạn sau, đối thủ sẽ luôn là bên chịu thiệt. Lương phương liều mạng như thế, phía diệp tu cũng ứng đối không quá dễ dàng, nhiều lần bị ép tới tuyệt cảnh không thể không đánh trả. Lượng máu hai bên đều tụt xuống, tuy bên cuồng kiếm sĩ của lương phương tụt càng lúc càng nhiều, nhưng nghĩ tới việc lúc tụt xuống còn có trợ cấp khi thương tổn, lương phương càng thêm tin tưởng 10 phần. Lương phương để ý thanh máu của quân mạc tiếu, từ một nửa, rồi 1 phần 3, 1 phần 4 rồi xuống một phần năm còn bên mình thì rất nhiều hơn song lực công kích lại nước lên thuyền đẩy sắp được rồi lương phương không ngừng phân tích sinh mệnh hai bên máu dắt đến một mức độ nhất định vẻ mặt lương phương chờ thay đổi gã đột nhiên phát hiện gã không thể đánh tiếp nữa mắt thấy quân mạc tiếp dính thêm hai lượt nữa là có thể bị gã đánh bại nhưng vấn đề là ngay tại lần đánh tiếp theo gã đã ngã xuống trước một bước sao lại xui như thế lương phương tức giận quăng chuột vất vả cho cậu rồi còn thiếu chút nữa ngay sau đó lương phương nghe thấy giọng của đối phương cái tên này hóa ra không phải xui xẻo mà là đối phương đã sớm tính được kết quả cuộc chiến này vì thế hắn đã tiết kiệm sức lực khi đối chọi với lương phương phán đoán này lương phương không phải không muốn làm mà gã làm không được gã không biết thuộc tính của món vũ khí bạc kia nếu chỉ là vũ khí thông thường có lẽ đã có thể áng theo thương tổn của bản thân mà đưa ra suy đoán đại khái nhưng vũ khí của hắn ta lại thiên biến vạn hóa hình dạng khác biệt sẽ có năng lực công kích đa dạng huống hồ kỹ năng của tán nhân lại hỗn tạp như thế, ai biết hắn ta đã nâng 120 kỹ năng ấy đến cấp độ nào rồi. Quả thực không thể nào tính nổi. Kết quả, Lương Phương hy vọng cược may mắn một lần lại vẫn bại bởi sự tính toán chính xác của đối phương. Được rồi, kế tiếp, Lương Phương thua trận, rời khỏi sàn thi đấu, Diệp Tu gõ chữ gọi tiếp. Người xuất chiến lần này rất tự giác, trực tiếp cùng đường nhu ra ngoài đấu một trận trước. Lát sau hai người lại quay về, sau đó người nọ bước lên so đấu với Diệp Tu. Vì thế đội viên chiến đội Vi Thảo bắt đầu lặp đi lặp lại một quá trình, trước tiên ngược cô người mới hẳn Yên Nhu một trận, sau đó lại tới đây như một người mới bị Diệp Tu ngược một lần. Vật liệu cứ thế cứ thế trao đi hết, xa tiền tử nhìn mà hãi hùng, lúc này gã chẳng còn sót đống vật liệu kia nữa, dù sao thì người của chiến đội cần, gã cũng phải giao thôi. Khiến gã kinh hãi chính là, 11 người thuộc chiến đội, lúc này đã có 6 người thua trong tay quân Mạc Tiếu, người này sao có thể lợi hại đến vậy khiến vương kiệt hy vui mừng chính là tuy cả đám thua trận liên tục nhưng không khí trong đội lại vô cùng tốt trừ đội viên đang vào trận những người khác hiện tại cũng không thèm đeo tai nghe họ vừa nhìn trận đấu vừa thảo luận với đội viên bên cạnh mình tất cả cùng cố gắng tìm tòi cách chiến thắng quân mạc tiếu nghe ý kiến người khác nhận ra điểm yếu của bản thân mỗi đội viên ra trận tiếp theo đều nhận được rất nhiều nhắc nhở của đồng đội đáng tiếc dù có như thế chiến đội vi thảo từ chủ lực tới dự bị đều bị đánh bại sạch sẽ dẫu nhắc nhở có nhiều, cũng không khiến họ nhìn ra được bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Người một người, lúc này đã có 10 người bị thua, chỉ duy mỗi Vương Kiệt Hy là chưa so đấu. Thua nối liền thua khiến trong lòng mỗi người không hề thoải mái, những nỗi ám ảnh tâm lý mà Vương Kiệt Hy từng lo lắng hẳn sẽ không xuất hiện nữa, ai ai cũng rất lý trí đối mặt với thất bại. Vương mắt bự, không lên thử ván sao, lúc này quân mạc tiếu gõ lời bắt chuyện, toàn đội vi thảo rất mồ hôi hột, Vương mắt bự đây quả thực là biệt danh một thời của đội trưởng bọn họ. Hai mắt Phương Kiệt Hy lớn nhỏ không đồng đều, nhưng khác biệt với người thường chính là, không phải một bên mí trên của anh ta bị cục xuống nên nhỏ đi, mà là một bên rất bình thường, một bên lại thoạt nhìn rất to. Vì thế thời mới chân ướt chân giáo vào liên minh, dị tật bẩm sinh đã giúp anh có được biệt danh vương mắt bự không dễ nghe chút nào. Khi đó anh vẫn còn là một người mới non nớt, các tiền bối lâu năm luôn gọi anh như vậy. Nhưng bây giờ, Vương Kiệt Hy đã là đội trưởng của chiến đội Vi Thảo, tiền bối trong đội cũng đã giải nghệ hết sạch, tính ra anh chính là người già nhất, biệt danh này cũng bị quên lãng từ rất lâu. Tên Diệp Thu này, tên Diệp Thu này, các đội viên Vi Thảo căm giận nghĩ, nhưng suy đi tính lại, hiển nhiên phải bó tay câm nín. Biệt danh của đội trưởng chính là thế mà, bọn họ không thể kêu, nhưng nếu là tiền bối, quả thật có thể dùng tên này gọi đội trưởng của họ. Trong liên minh này, còn ai tiền bối hơn cả Diệp Thu đây? chương 142, ma thuật sư, một tiếng vương mắt bự của Diệp Tu làm cho đội viên vi thảo mặc dù khó chịu, nhưng quả thực chẳng thể nói gì. Mọi người lặng lẽ không nhìn sắc mặt của đội trưởng, phát hiện đội trưởng cũng không bởi vì cách xưng hô này mà dậm chân. Lời rác rưởi lời rác rưởi vì vậy đội viên vi thảo tự mình nói với nhau, đến đây đi, vương kiệt hy gõ tin nhắn, ý bảo hàn yên nhu của đường nhu ra ngoài cùng mình. Hàn yên nhu theo ra, Diệp Tu chờ không có việc gì làm, bèn gửi tin nhắn cho đường nhu hỏi khóc chưa lệ đang rơi đầy mặt đây đường nhu đáp lau khô nước mắt tiếp tục chiến diệp tu nói được đường nhu trả lời diệp tu vừa nhìn đã biết ngay đường nhu không hề nản lòng lựa chọn của hắn quả không sai đối với đường nhu phương thức như vậy vô cùng thích hợp thất bại không hề khiến cô bé này gục ngã mà đường nhu lại càng thua càng hăng hơn nữa cô bé còn rất thông minh diệp tu tin tưởng có sự bồi luyện của đội quán quân chắc chắn sẽ khiến cô bé nâng cao trình độ mà người có tiềm lực khai thác nhất là bánh bao xâm lấn, Diệp Tu lại tạm thời không gọi đến. Tên bánh bao xâm lấn này có kinh nghiệm chơi game làm cơ sở, mà còn chơi rất tốt, cho nên sau khi tiếp xúc với Vinh Quang thì đã tự có ý thức và phán đoán của riêng mình. Nói đơn giản, đấy chính phong cách riêng của cậu ta. Giới chuyên nghiệp ngày nay, vì muốn có thành tích ổn định, không ít người mới sẽ học theo một cách máy móc, kỹ thuật và chiến thuật ngày càng giống nhau, ít người mới nào có phong cách rõ rệt lắm nhất là những tuyển thủ được bồi dưỡng từ câu lạc bộ giống như cao anh kiệt quả thực muốn tạo ra một vương kiệt hy thứ hai vì thế ở điểm này bánh bao xâm lấn ngược lại tốt hơn tuy phong cách cá nhân của cậu ta có thể vô ích có thể hơi ngốc nhưng diệp tu vẫn chờ mong quá trình tự mình trưởng thành của một người mới có đặc điểm riêng biệt thế này dù vậy bánh bao xâm lấn chỉ mới là bạn trên mạng không tiếp xúc bên ngoài như đường nhu với thuộc tính của cậu diệp tu không quá hiểu rõ nếu có cơ hội để cậu so chiêu cùng cao thủ thì có thể sẽ bị luân phiên ngược đáy y chang đường nhu đây là một phương pháp tàn nhẫn cực kỳ ngay cả vương kiệt hy cũng sợ đội viên bị ngược mà ám ảnh tâm lý diệp du nào dám để một người mình chưa hiểu rõ như bánh bao xâm lấn gặp phải chuyện như vậy kết thúc rồi nhỉ hắn phỏng đoán xong tình hình của vương kiệt hy và đường nhu cảm thấy bên kia thắng bại đã phân quả nhiên không ngoài dự đoán vài giây đồng hồ sau hai người đã trở lại vương kiệt hy cũng không nói gì thêm lấy liệt hỏa diễm tấn của anh trực tiếp lên sân đấu. Cha cha, hiện tại phong cách cũng thay chút đổi rồi, nếu là cậu trước đây, có lẽ đã kết thúc trong vòng 30 giây nhỉ. Trở thành đội trưởng rồi quả thực không thể giống trước được. Diệp Tu nói, nhân vật của Vương Kiệt Hy cũng đã vào đấu trường, hai người đã có thể trò chuyện bằng giọng nói. Bắt đầu đi, Vương Kiệt Hy nói, có cần nhường cậu chút không? Thua 10 trận rồi, vừa vặn để cậu thắng một trận, rất có lợi nha, rất hữu ích trong việc nâng cao sĩ khi ấy diệp tu nói tôi không cảm thấy mình nhất định sẽ thua vương kiệt hy nói thật ra cậu cũng biết mà diệp tu thản nhiên nói lời rác rưởi thường có nghĩa sao vương kiệt hy nói sao không cậu xem hoàng thiếu thiên đấy diệp tu nói vương kiệt hy đứng họng đối với lời rác rưởi nhất là lời rác rưởi của hoàng thiếu thiên quả thực chính là nỗi đau không dứt của vi thảo bọn họ vi thảo đã đấu hơn một mùa giải cũng là quán quân mùa giải thứ bảy của liên minh chuyên nghiệp vinh quang Ngoài ra còn là quán quân mùa thứ năm, lần rớt đài vào mùa thứ sáu ấy chính là bị Hoàng Thiếu Thiên đoạt mất. Nếu không có hắn ta, lúc này Vi Thảo đã đoạt giải quán quân ba lần liên tiếp, có thể lập nên một vương triều luôn rồi. Tiếc thay, tâm trạng của mọi người lại không được tốt trong con đường tranh hai lần quán quân liên tiếp đấy, lòng tràn đầy chờ mong và áp lực, lại nghe phải mấy lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên, mọi người đều mất bình tĩnh. Trận đấu loại bất lợi khiến cả đám thua rất không phục, nhất là khi cái đứa được quán quân lại còn là hoàng thiếu thia của chiến đội Lam Vũ, càng làm bọn họ thấy uất ức hơn. Sự việc trên khiến Vi Thảo rất căm giận, hiện tại Diệp Tu còn nhắc đến. Đây chắc chắn cũng là lời rác rưởi. Vương Kiệt Hy ngầm phỏng đoán, gian lòng không nói gì, hoàn toàn tiến vào trạng thái thi đấu. Các đội viên của chiến đội Vi Thảo vô cùng lo lắng, tuy đã điều chỉnh tốt tâm trạng trong lần đấu này, nhưng thua từ đầu đến cuối quả thực rất mất mặt, ai cũng hy vọng đội trưởng có thể thay mình hòa một ván. Chẳng những thế, không phải còn có tên đàn em của Trung Thảo Đường vẫn đang theo dõi sao? Người nọ biết rõ thân phận của họ, chứng kiến từ đầu đến giờ, liệu chiến tích này có thể biến fan thành anti-fan không? Đàn em chính là ám chỉ sa tiền tử, đường đường là hội trưởng khu 10, trong mắt tuyển thủ chuyên nghiệp của chiến đội lại chỉ là một đàn em thôi. Thua tận 10 trận, bây giờ sa tiền tử quả thực không nói nên lời, quân mạc tiếu, thì ra thực lực của người này đã bị xem thường rồi. Người này không nên xuất hiện trong game online mới phải. Hiện tại đến lượt Vương Kiệt Hy đại thần ra trận, là hy vọng cuối cùng của chiến đội Vi Thảo, xa tiền tử hồi hộp như những người khác. Chiến đội mà bản thân ủng hộ thua đến thê thảm như vậy, gã cũng lo lắng lắm. Đạn ma pháp, người ra tay trước trên trường đấu chính là ma đạo học giả của Vương Kiệt Hy, đột nhiên bắn ra một viên đạn ma pháp. Quân Mạc Kiếu lắc mình né tránh, vũ khí trong tay vừa nhấc, ba tiếng đùng 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 vang lên, đánh trả bằng pháo chống tăng. Thao tác hắn dùng chính là pháo, ba phát đạn pháo bay thành từng góc nhưng chuyện này không hề làm khó vương kiệt hy anh tiếp tục thao tác liệt hỏa diếm tấn cưỡi trội bay lên trời né tránh chẳng qua sự bất đắc dĩ này từng người trong vi thảo đều được trải nghiệm qua nếu đối phương chọn cận chiến bản thân đánh tầm xa sẽ phát huy ưu thế khoảng cách để đối phó ngược lại nếu đối phương chọn công kích tầm xa bản thân sẽ di chuyển tìm cách lại gần thế nhưng tên tán nhân này người ta muốn đánh tầm xa hắn cũng sẽ từ xa đánh trả người ta muốn áp sát tấn công hắn liền xông vào giáp lá cả dù xa hay gần, người ta cũng không hề quan tâm, chuyện này thật sự quá vô sỉ. Liệt hỏa diễm tấn tránh được ba quả đạn pháo, liền phất tay với một nhúm phấn xanh lấp lánh xuống cây trổi trong tay mình. Phấn hàn băng có thể khiến cho vũ khí của ma đạo học giả tăng thêm một ít thương tổn thuộc tính băng khi tấn công, thời gian kéo dài lên tới 20 giây. Mà thuộc tính băng này, nếu mạnh có thể trực tiếp đóng băng người khác, kém một chút thì giống kỹ năng huyễn văn hệ băng của Pháp sư chiến đấu, gây giảm tốc độ, Sát thương gây ra bởi thuộc tính nghệ băng không ghê gớm lắm, dù có thể gây giảm tốc độ, nhưng xác suất không quá cao, thi triển kỹ năng này, mục đích chính là để tăng thương tổn. Cây trổi bị rắc phấn hàn băng lập tức rực rỡ sắc xanh, khi liệt hỏa diễm tấn cưỡi trổi bay đến, một giải bông tuyết từ đuôi trổi vung ra, trông rất đẹp mắt. Chẳng mấy chốc liệt hỏa diễm tấn đã vào tới trước mặt, tán nhân Hiền Lộ Tác Phong vô xỉ hết mức của mình, chẳng sợ gần hay xa, tên kia tựa như muốn đánh đến cùng với liệt hỏa diễm tấn. Cây trổi bay lượn vẫn tiếp tục rơi vãi bông tuyết, dính vào không hề gây thương tổn, chỉ tạo chút hiệu ứng hình ảnh, có điều dưới thao tác cực cao của Vương Kiệt Hy, trổi vung ngày càng nhanh và có tiết tấu, bông tuyết cũng rơi theo nhịp cố định, khiến người ta cảm thấy rất vui mắt. Về phía quân Mạc Tiếu, vũ khí liên tục thiên biến vạn hóa, hết hình thái này đến hình thái khác, nói chung ngay vào lúc bạn chẳng ngờ đến thì hắn lại biến ra một kỹ năng với hình thái bạn không tưởng được. Trong mắt đội viên của chiến đội Vi Thảo, chẳng thấy tốt đẹp gì, chỉ có hai chữ, vô sỉ phấn xua tan, bùng ô đỡ, đạn ma pháp, nổ súng trả, áo choàng bóng đêm, đáp thuật phân thân. Tuy hai người trên sàn đấu có cùng năng lực, nhưng dẫu sao ma đạo học giả cũng chỉ có 7 kỹ năng không thể nào so với 120 kỹ năng của tán nhân. Vương Kiệt Hy rất lưu ý lời dạy trước đấy mà Diệp Tu hướng dẫn cho đường nhu để dành trạng thái của kỹ năng dự bị. Đặc biệt trong tình huống đối phương là tán nhân lại càng phải cẩn thận. Vì vậy trong trận đấu này, Phương Kiệt Hy dùng tối đa chỉ là bay trên không bằng trổi và múa trổi tấn công. Múa trổi chỉ là cái tên, là một thao tác chỉ việc dùng công kích thường liên tục, không hề có bất kỳ kỹ năng gì. Phương Kiệt Hy sử dụng cách này ứng chiến, đối phương lại đáp trả bằng hàng loạt kỹ năng phong phú, bên nào chịu thiệt chẳng cần phải nói nữa. Vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Đội viên Vi Thảo thấy đội trưởng đánh xuất sắc đến vậy, lại mãi không chiếm được thế chủ động, cảm thấy vấn đề không nằm ở bản thân nữa, mà tất cả là do đối phương quá biến thái nhưng phía Vương Kiệt Hy lại càng đánh càng nhanh, góc độ bay của liệt hỏa diễm tấn càng ngày càng khó đoán, múa trổi cũng ngày càng xảo trá. Ô, Diệp Tu cảm giác được sự biến đổi, cảm thán một tiếng. Mà đứng giữa chiến đội vi thảo, ánh mắt của đội phó Đặng Phục Thăng cũng dần chuyển biến. Ma thuật sư, đây mới là đấu pháp chân chính của ma thuật sư Vương Kiệt Hy. Thao tác bay ngoài sức tưởng tượng, góc độ tấn công hoàn toàn không thể đoán trước được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phong cách của ma thuật sư và tán nhân giống như nhau, khiến đối phương chẳng thể nắm bắt nhưng tán nhân được hình thành bởi chính mặc định của chức nghiệp này còn cái tên ma thuật sư của vương kiệt hy là do thao tác ý thức và phán đoán của chính mình làm nên tuy lúc này không dùng bất kỳ kỹ năng gì chỉ với việc cưỡi trổi và công kích bình thường này thôi ma đạo học giả của vương kiệt hy đã rất xứng đáng với danh hiệu ma thuật sư nọ cao anh kiệt người được định sẽ nối nghiệp anh lúc này mắt mở ngày càng to chính cậu cũng không đoán được bước tiếp theo của ma đạo học giả dưới tay đội trưởng nữa cậu đã được xem như một người chơi ma đạo học giả có thâm niên rồi. Tất cả đội viên đều đã nhìn ra sự thay đổi của đội trưởng, trong lòng mọi người kích động không thôi, nhưng lại sợ quấy dày đến sự phát huy đội trưởng mà không dám lên tiếng, tất cả đều nín thở, cố nắm mạnh tay để cổ vũ đội trưởng. Còn xa tiền tử, lúc này chỉ cảm thấy hoa cả mắt, choáng váng là cảm giác duy nhất của gã. Mà đường nhu vừa mới so đấu cùng Vương Kiệt Hy, lại chẳng thấy đối thủ dùng đến cách đánh này, cô biết rằng, nếu trước đấy đánh như vậy, Cô chỉ có nước thua nhanh hơn mà thôi. Tấn công với tốc độ cao, sinh mệnh hai người giảm xuống rất nhanh. Liệt Hỏa Diễm Tấn chỉ bay loạn trên dưới trái phải vòng quanh, công kích, công kích và không ngừng công kích. Mọi người lòng như lửa đốt, bỗng ầm một tiếng, hai nhân vật dường như đã xảy ra va chạm gì, đột nhiên cùng lúc bật ngược ra. "Anh, hai, nhìn cậu đánh vất vả như vậy, anh đây nhường cậu đấy." Diệp Tu bình thản bảo, Liệt Hỏa Diễm Tấn, Quân Mạc Tiếu, hai nhân vật cùng ngã trên đất nhưng không một ai đứng dậy. chương 143, phát hiện ngoài ý muốn. Hai nhân vật hết máu cùng lúc, chết chùm với nhau. Trường hợp này đương nhiên có thể xảy ra. Trong trận đấu chính quy, nếu hai bên chết chùm thì sẽ được hồi phục một phần năm thanh máu mỗi người để chiến tiếp. Còn ở đấu trường lại phải xem cách thiết lập của chính người chơi. Trong trường hợp ngầm thỏa thuận sẽ phán hòa, bằng không sẽ cưỡng chế phân rõ thắng bại. Khi Diệp Tu Thiếp lập phòng này, ngoại trừ mở đánh cược thì chẳng chỉnh sửa gì thêm, tự nhiên trở thành trường hợp ngầm thỏa thuận phán hòa. Trong phòng huấn luyện của chiến đội Vi Thảo vốn lặng ngắt như tờ, sau hồi lâu mới có người bỗng nhiên lên tiếng cảm khái, không hổ là đội trưởng. Các đội viên khác tựa như mới tỉnh mộng, vội vàng cũng phụ họa theo, đúng vậy a, à, đúng vậy a. À. Trên mặt Vương Kiệt Hy lại nhìn không ra vui buồn, chỉ khẽ thở dài một hơi, tháo xuống tay nghe. Phòng huấn luyện lại lập tức im phăng phắc, thế hòa, tuy đây là thành tích mà các đội viên khác đã rất cố gắng vẫn không đạt được, nhưng vì một trận đấu thế hòa liền cảm thấy vui vẻ quả thực không phải khí phách mà đội đoạt quán quân nên có vì vậy các đội viên dẫu khen ngợi đội trưởng thật tuyệt cũng không hề tỏ ra vui vẻ gì hơn nữa lúc này lại nhìn đến đội trưởng mang vẻ mặt âm u bất định lại càng cố gắng thu liễm hôm nay đến đây thôi vương kiệt hy tuyên bố vâng mọi người đáp về sau mỗi ngày chia hai người một tổ ghép cặp tự do đến liên hệ quân mạc tiếu để so đấu học hỏi buổi luyện tập thêm này không phải do câu lạc bộ yêu cầu nhưng anh hy vọng mấy em có thể tiếp tục luyện tập suy ngẫm những kiến thức mới anh nghĩ tất cả rất rõ diệp thu là ai kinh nghiệm hiểu biết thậm chí cả kỹ xảo dùng lời rác rưởi của hắn rất đáng để chúng ta học tập vương kiệt hy nói vâng được rồi trở về nghỉ ngơi hết đi buổi huấn luyện sáng mai không được muộn vương kiệt hy nói xong các đội viên lần lượt thoát trò chơi lục tục đứng dậy những người có quan hệ tốt liền túm năm tụm ba kết bạn rời đi có người phát hiện đội trưởng vẫn ngồi yên không hề cử động nhưng cũng không nhiều chuyện đến hỏi, chốc lát chỉ còn mỗi Vương Kiệt Hy ngồi trong phòng huấn luyện. Trở lại trò chơi, các đội viên tự nhiên đã thoát ra cả rồi, Diệp Tu nhìn đám kia dường như không định đánh nữa, cũng đóng phòng. Ai nấy đều nhảy ra giao diện lựa chọn của đấu trường, sau khi Vương Kiệt Hy lo cao, lại trở về ngoài cửa lớn đấu trường trong trò chơi, chợt thấy quân Mạc Tiếu đang trò chuyện với sa tiền tử của Trung Thảo đường bọn họ. Vất vả rồi, vật liệu tồn kho của cậu còn bao nhiêu? khi liệt hỏa diếm tấn của Vương Kiệt Hy đi lên phía trước, vừa lúc nghe thấy Diệp Tu đang hỏi. Có thể biết được xa tiền tử lúc này buồn bực cỡ nào, lúng ta lúng túng cũng không biết trả lời thế nào mới tốt. Đột nhiên gã nhìn thấy nhân vật của Kiệt Hy đại thần đi tới, vội vàng nhường chỗ đứng cạnh theo bản năng. Ý, cậu còn chưa đi, Diệp Tu cũng nhìn thấy anh, ừm, Vương Kiệt Hy đáp lại, sao nào, cổ vũ sĩ khí lắm phải không? Diệp Tu cười nói, chẳng phải sẽ cổ vũ hơn nếu anh để tôi thắng ư vương kiệt hy nói anh cũng không muốn thua á à? diệp tu nói đúng vậy không ai muốn thua vương kiệt hy nói ờ thua phải nộp vật liệu diệp tu đáp vương kiệt hy thật sự chưa từng nghĩ thắng bại sẽ liên quan đến vật liệu cả thắng vật liệu hay là được hời gì anh chẳng hề quan tâm nhưng người trước mắt này vốn là một nhân vật cấp bậc đại thần sóng vai cùng mình thậm chí nếu so về lịch sử còn có địa vị cao hơn mình hiện tại lại chỉ vì chút vật liệu nhỏ nhoi mà tính toán chi ly nếu sớm chút nữa vương kiệt hy khó tránh khỏi sẽ cảm khái anh hùng mạt lộ trong lòng có điều khi nhìn ra ý định cần vật liệu của diệp tu nhìn ra hành vi bồi dưỡng người mới của hắn vương kiệt hy biết cảm khái anh hùng mạt lộ gì ấy thật sự rất dư thừa đội viên của chúng tôi sẽ tìm đến anh hàng đêm vương kiệt hy nói hoan nghênh hoan nghênh quy định như cũ diệp tu nói sa tiền tử cậu cố gắng cung cấp vật tư ở bên này anh sẽ báo cậu sau vương kiệt hy nói vâng sa tiền tử đáp lời những vật liệu mà họ kiếm được này, đa phần cung cấp cho câu lạc bộ cả, cuối cùng cũng chỉ vì phục vụ chiến đội, hiện tại Kiệt Hy Đại Thần đã lên tiếng, Sa Tiền Tử cũng không đau lòng nữa, dù sao mấy thứ này vốn không phải của gã. Có điều, tên quân mạc tiếu này rốt cuộc là ai, Sa Tiền Tử càng ngày càng hiếu kỳ. Xem giọng điệu tên này lúc trò chuyện với Kiệt Hy Đại Thần, tựa như quen biết nhau, lại không thân quen lắm, đây là ai? Chẳng lẽ, được rồi, tôi ao trước, Vương Kiệt Hy lúc này bảo, thế à? giờ đã ao rồi, lát nữa phó bản sẽ đổi mới số lần, không đi phó bản sao. Diệp Tu nói, anh cố lên, Vương Kiệt Hy nói, anh cũng không có nhiều thời gian để đi đánh loại phó bản cấp thấp này. Về bảo đội viên mấy cậu luyện cấp cho tốt vào, mỗi ngày anh luyện hơn 10 tiếng lận, đến đấy tranh lệch quá anh cũng không chịu trách nhiệm đâu. Diệp Tu nói xong, đây quả thực cũng là vấn đề. Vương Kiệt Hy không trả lời, vừa nghĩ vừa thoát game. Bọn họ là chiến đội chuyên nghiệp, Bận luyện cấp ức nhỏ thì thật sự quá lãng phí thời gian, xem ra còn phải tìm kẻ đánh thuê cày cấp hộ. Vật liệu, đánh thuê, bận trước bận sau, toàn tính đến cuối cùng, lại vẫn bại trên tay quân Mạc Tiếu Ư. Vương Kiệt Hy nghĩ đến đây, bản thân cũng thấy dở khóc dở cười. Không chỉ như thế, cả đám bọn họ còn thuận tiện làm bồi luyện cho hắn luôn, cuộc giao dịch này diệp thu quả thực vốn ít lời nhiều. Có điều, lần này mình ngoại trừ tìm được kẻ bồi luyện khó có được, còn phát hiện một chuyện ngoài ý muốn nữa. Vương Kiệt Hy ngồi trong phòng huấn luyện, trầm tư hồi lâu mới rời đi. Ngày hôm sau, thời gian đánh box buổi chiều lại đến. Tuy Vương Kiệt Hy bảo mỗi ngày chỉ cần hai người đến, nhưng đêm nay toàn bộ thành viên của chiến đội Vi Thảo đều đến đông đủ. Thái độ của mọi người vô cùng tích cực, Vương Kiệt Hy đương nhiên sẽ không trách móc gì. Chỉ khổ xa tiền tử thôi, gã tính thử số vật liệu phải chi ra khi quân mặc yếu đấu với chiến đội Vi Thảo ngày hôm qua, cứ chơi như vậy, nếu chiến đội Vi Thảo vẫn chỉ thua không thắng, hàng tồn kho của trung thảo đường bọn họ chỉ có thể chống đỡ thêm 4 ngày, dù tính cả số vật liệu thu thập trong 4 ngày này, cũng kéo được 5 ngày mà thôi. Đây chỉ là khu mới, thứ quân mạc tiếu cần lại toàn những vật liệu hiếm, kẻ thiệt thòi là trung thảo đường thì còn có thể kéo dài 4-5 ngày, đổi thành những công hội được lập chơi bởi đám người chơi bình thường, một trận cũng không chịu nổi. Những công hội này không có chế độ quản lý kinh doanh rõ ràng, đồ vật rơi ra từ phó bản đều ném xúc sắc đại rồi rơi vào túi riêng của từng người, công hội còn có năng lực kiếm gì chứ? cũng chỉ có những công hội có câu lạc bộ chống lưng, có cách quản lý kinh doanh thành thạo mới dùng hàng loạt hành động để thực hiện trao đổi đồng giá, đáp ứng nhu cầu với người chơi trong công hội. Nếu không, đám người chơi tới để chơi game, không phải đến làm cu ly, anh dựa vào đâu mà bảo họ ngoan ngoãn nộp đồ rơi trong phó bản lên công hội chứ. Sa tiền tử vừa thấy đám người của chiến đội vi thảo lại kéo nhau đến tham quan, thật sự có nỗi khổ mà không thể tỏ bày, chỉ có thể vừa tăng mạnh việc thu mua hàng trên thị trường giao dịch, vừa cầu nguyện hôm nay chiến đội cố gắng xíu, đừng thua mãi không dứt nữa. Còn Diệp Tu vẫn đến cùng đường nhu, quy định vẫn như cũ, trước đường nhu, xong lại tìm Diệp Tu. Ngày hôm qua tất cả chỉ đến đánh thăm dò thôi, cũng không thêm bạn tốt nhau, hôm nay đến lại vô cùng lễ phép, thêm bạn tốt, một vài đội viên vi thảo vẫn thể hiện sự tôn trọng nên có với tiền bối, tình hình hòa hợp êm thấm. Đường nhu vừa mới thua xong, đang xem chiến đấu bất chợt nhận được một tin nhắn, mở ra thì thấy thiện xả tên thiên sứ sa ngã kia, em à, Xem đấu mãi cũng chán, hai ta làm vài ván chơi không? Được chứ Đường Nhu vui vẻ nhận lời, đi theo Liễu Phi ra khỏi phòng, hai người tạo một phòng đấu sâu lâu rồi tiến vào. Đường Nhu nhìn, vậy mà vẫn có người theo sau làm khán giả, nhìn thử, có quen biết, liệt hỏa diễm tấn. Đường Nhu biết người này có thể là đầu đàn của đám người kia. Hết thời gian đếm ngược, hai người so đấu. Ngày hôm qua Đường Nhu khá đáng thương khi đấu với Vi Thảo, 11 trận thua sạch, ngay cả một ván nhường nhau cũng không có. Tuy thực lực của đội viên trong chiến đội vi thảo tranh lệch nhau, nhưng dư sức đối phó với đường nhu. 11 người, ngoại trừ khi đấu với trong nguyệt của kiều nhất phàm rõ lâu, 10 người kia thế mà kết thúc trong khoảng một phút. Đám người kia đều vội vã so đấu với quân mạc tiếu, xuống tay với đường nhu không khách sáo tí nào. Đối thủ bấy giờ, đường nhu biết rõ đối phương cũng là một cô gái. Hôm trước Diệp Tu dẫn theo bọn họ giáo huấn người ta thê thảm. Thế nhưng đến khi chính mình sâu lâu, lại bị quản chế về mọi mặt, loại cảm giác này giống như lần đầu solo với Diệp Tu vậy. một phút 47 giây, đây là thời gian Đường Nhu bị đánh bại lần này, so với ngày hôm qua, cô kéo dài thêm 20 giây, cô nhớ rất rõ ràng, bởi vì cô thu hình lại hết từng trận đánh hôm qua. Sau nửa đêm đánh xong tất cả phó bản, Diệp Tu phân tích rất nhiều vấn đề trong từng trận đấu cho cô. Đường Nhu sớm đã ngóng trông buổi so đấu tối nay, nhìn thời gian cô chống đỡ trong những trận vừa rồi rõ ràng có tiến bộ chỉ tiếc người ta đánh xong đã lập tức đi tìm diệp tu ngay mà khi đấu với diệp tu cũng không nhanh chóng như với mình cô phải chờ đợi ở cạnh hồi lâu cô nàng thiện xạ kia thế mà chủ động mời cô đấu đường nhu thật sự cầu còn không được chỉ tiếc cô vẫn thua chẳng qua có sự phân tích vào hôm qua của diệp tu lúc này đường nhu có thể tự mình chú ý rất nhiều vấn đề tiếc thay chuyện xảy ra rồi mới thành ra cát lượng một ván vừa xong bất thình lình mới phản ứng lại ây chỗ vừa rồi không nên làm thế rõ ràng rành rằng, liên hệ giữa lý luận và thực chiến không phải chuyện dễ dàng gì. Tiếp không, Liễu Phi cười hỏi, đương nhiên, đường nhu không chút do so dự ứng chiến, lại hồi lâu, 1 phút 50 giây kết thúc, không khác mấy ván trước. Tiếp ván nữa lần này đường nhu chủ động mời người so đấu. 1 phút 4 người 4 giây bị thua, em đánh tốt lắm, Liễu Phi nói, an ủi sao, đường nhu bất đắc dĩ, cô cũng không thích an ủi gì, lời nói thế này, cô chỉ hy vọng nghe được vào lúc bản thân giành chiến thắng bên kia đến chị rồi, chị đi trước đây. Liễu Phi đột nhiên nói, vâng, khi đường nhu trả lời, Liễu Phi đã vội vàng rời khỏi phòng từ lâu, để câu trả lời của cô chìm nghỉm giữa đấu trường chống trải. Đường nhu đột nhiên cảm thấy mất mát cực kỳ, loại cảm giác không được xem trọng này, thật sự quá tệ. Đánh quả thực rất tốt, chợt một âm thanh vang lên, đường nhu chuyển góc nhìn xem thử, liệt hỏa diếm tẫn nọ cũng bước vào sàn đấu. Mạo muội hỏi một câu, cô tên là gì? Ý tôi là tên thật đấy, Vương Kiệt Hy nói, đường nhu, à, vậy chúng ta đến làm một ván được không? Vương Kiệt Hy nói, được thôi đối phương là người có thực lực mạnh nhất trong cả bọn, vậy mà chủ động đánh với mình, đường nhu cảm thấy hơi bất ngờ. chương 144, người tới ta đi, hai người bắt đầu đánh, càng làm cho đường nhu bất ngờ, đối phương vừa bắt đầu đã tấn công toàn lực, còn dùng đấu pháp chết chùm liều mạng khi đấu với Diệp Tu hôm qua. Biến hóa thất thường, nhanh đến không gì sánh được, mỗi việc di chuyển vị trí với tần suất cao đã khiến đường nhu chịu không thấu rồi. Muốn bắt kịp tần suất di chuyển vị trí, tất nhiên cần phải nhanh chóng thay đổi góc nhìn, đối với một người mới chưa đủ kinh nghiệm như đường nhu thì đây chính là tử huyệt. Loại đấu pháp bách hoa hỗn loạn này của Vương Kiệt Hy khiến đường nhu không thể đỡ nổi. đây cũng là tranh lệch giữa đại thần đứng đầu vinh quang và một người mới. Đến lo lắng cũng không thể, cơ hội hoàn toàn không có, kết quả thua cuộc, chỉ 27 giây. Là thành tích mà Diệp Tu suy đoán lúc ban đầu cũng là điều mà Đường Nhu đã được trải nghiệm sau khi quan sát trận đấu đồng quy vô tận của liệt hỏa diễm tẫn và quân mạc tiếu. Cực kỳ lợi hại, lợi hại miễn bàn luôn, và lần này Đường Nhu đã thông suốt tình cảnh lần đầu so đấu cùng Diệp Tu. Đối thủ mạnh như vậy, nhiều lần dây dưa tái chiến cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Tranh lệch của hai bên thực sự quá lớn, đến mức chính mình không biết làm sao để rút ngắn. Đường Nhu lặng lẽ ngồi trong đấu trường, lặng lặng nhìn Hàn Yên Nhu của mình. Thế giới thực sự rất lớn, vinh quang mà mình đã từng cho rằng vô cùng đơn giản từ diệp tu cho đến đám người này đều dễ dàng đánh bại mình đấy mới thật sự là cao thủ tội nghiệp thay cho bản thân chỉ mới giúp trần quả đánh bại mấy đối thủ chị ấy không đánh lại đã tự cho rằng mình lợi hại hiện tại nhìn lại quả thực như ếch ngồi đáy giếng không muốn đánh lại một ván sao thanh âm của đối phương đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của đường nhu đánh lại đường nhu ngẩn ra ừ không phải vô nghĩa quá sao tranh lệch quá xa mà đường nhu nói tranh lệch chỉ là tạm thời cô rất có tiềm lực đấy vương kiệt hy nói cảm ơn đường nhu cười cười mặc kệ đối phương là an ủi hay khách sáo mà tán thưởng cô cũng sẽ không thất lễ có hứng thú tham gia giải đấu vòng tròn chuyên nghiệp không vương kiệt hy bỗng nhiên nói giải đấu chuyên nghiệp đường nhu giật mình ừ giải đấu chuyên nghiệp a hát ra các anh là tuyển thủ chuyên nghiệp à đường nhu nói không sai chúng tôi là chiến đội vi thảo nếu như có thể giờ tôi đang muốn nghiêm túc mời cô đấy cô hãy đến câu lạc chúng tôi tập huấn thử. Dù Vương Kiệt Hy có là đội trưởng chiến đội, nhưng quyền hạn cũng không lớn đến mức có thể quản lý việc tuyển dụng, nếu anh nhìn ra người tài, cũng chỉ có thể nỗ lực đề cử với câu lạc bộ. Câu lạc bộ có lẽ sẽ vì trình độ của anh mà nghe thử ý kiến, nhưng quyền quyết định sẽ không phải ở anh, cũng không phải đội trưởng của bất kỳ câu lạc bộ nào. Chiến đội vi thảo, đó là cái gì? Đường nhu mơ hồ một chút, hiểu biết của cô đối với liên minh chuyên nghiệp vinh quang thực sự rất ít, lượt đấu trước đấy chính trận đấu đầu tiên mà từ đó đến nay cô xem hoàn chỉnh cái tên vi thảo này cô cảm thấy có thể mình đã nghe qua nhưng lại nhớ không nổi lai lịch của nó đương nhiên cô cũng biết đi hỏi ngay bây giờ sẽ rất thất lễ vì vậy mới bình tĩnh đáp lại cảm ơn tôi nghĩ không cần lắm đâu ah à vương kiệt Hy ngẩn ra anh không ngờ cô bé sẽ bình tĩnh trả lời như vậy hơn nữa còn là từ chối liên minh chuyên nghiệp chỉ bốn chữ này thôi cũng đủ khiến fan vinh quang điên cuồng được liên minh chuyên nghiệp kêu gọi đây càng là giấc mơ mà bao nhiêu người chơi vinh quang cũng không dám mơ tới. Mà chuyện đích thân đội trưởng của đội quán quân Vi Thảo mình mời tập huấn thử này lại chưa từng xảy ra, kết quả mới ra tay lần đầu, liền đụng phải mục tiêu cứng mềm không ăn này. Phản ứng của Đường Nhu khiến Vương Kiệt Hy chợt không biết đáp sao. Tôi rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, nên cũng không muốn thay đổi nó. Đường Nhu đành tiếp tục bình tĩnh giải thích thêm. Hiện tại cô, đang làm nghề gì, em gái tiệm nét, Đường Nhu cười cười, tuy không định nghe người khác nói chuyện, nhưng cô vẫn nghe thấy cái tên mà Diệp Tu gán cho mình hôm qua. Em gái tiệm nét, Vương Kiệt Hy càng thêm hết chỗ nói rồi, cuộc sống như thế so thế nào với tuyển thủ chuyên nghiệp chứ? Được rồi, anh đã thắng tôi, có thể đi khiêu chiến, tôi ở phòng này, bảo những người khác đến đây đi đường nhu nói. Cô cứ thế, đấu với chúng tôi là vì cái gì? Lời thật lòng mà Vương Kiệt Hy không nói ra là bị chúng tôi ngược nhiều lần. Để nâng cao trình độ, đánh tốt hơn A à, đường nhu nói đánh tốt hơn rồi sau đó thì sao vương kiệt hy hỏi sau đó à tốt hơn là được rồi còn sau đó làm chi đường nhu nói cô bé này và mình không có cùng tần số tư duy a à. vương kiệt hy quẫn bách cô bé này có tố chất tâm lý rất tốt hơn nữa tốc độ tay thao tác không hề kém có thể nói là phần cứng đã ổn chỉ cần lắp thêm phần mềm ánh mắt tên diệp thu này thật sự quá độc đây quả thực là một tài năng hiếm có đến cả thiếu niên thiên tài cao anh kiệt trong đội họ thao tác có Trình độ kỹ thuật cũng không ngừng tiến bộ, nhưng cửa ải tố chất tâm lý này còn kém rất xa. Tố chất tâm lý, không chỉ với tuyển thủ Vinh Quang, mà còn trong toàn bộ giới eSports là căn bệnh lớn nhất. Thực tế là vì độ tuổi trung bình của tuyển thủ eSports khá thấp, như Cao Anh Kiệt chỉ mới niên thiếu mà đã bước chân vào nghề rồi. Tâm lý thiếu niên đều chưa hoàn toàn ổn định, tố chất tâm lý tự nhiên cũng không bằng người trưởng thành. Dù có là những tuyển thủ eSports đang ở đỉnh cao, tuổi cũng trên dưới 20. Tâm trạng nóng nảy bất ổn chiếm chủ yếu trong giới eSports này. Cô bé tên Đường Nhu kia, ngày hôm qua Vương Kiệt Hy đã chú ý tới. Thua liền 10 trận, hơn nữa còn do tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ không hề nhường nhịn mà hành hạ đến chết cả 10 trận. Nhưng khi đối mặt hắn ở trận 11, vẫn không chút hoang mang. Không luống cuống, cũng không nổi giận, chỉ có nỗ lực, nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Vương Kiệt Hy rất kinh ngạc, ngày hôm nay lén hỏi đội viên, mọi người lại không có nhiều ấn tượng với cô nàng càng không có người nào nghĩ sẽ phải thu lại một trận đấu với tay mơ có điều dưới sự gặng hỏi của vương kiệt hy rốt cuộc vẫn có bộ phận đội viên cố gắng nhớ lại xem cuối cùng xác nhận phán đoán của anh về đường nhu một tài năng đáng được bồi dưỡng điểm này có lẽ diệp thu cũng nhìn ra hơn nữa còn nhanh chân đến trước nhưng lúc này diệp thu đã là cựu tuyển thủ giải nghệ chỉ có thể làm một người thầy hướng dẫn tạm thời bản thân mình chỉ cần mới cô bé vào giới chuyên nghiệp chính thức vậy chẳng phải sẽ đồng ý ngay ư ai ngờ lời đã nói ra đối phương lại bình tĩnh trả lời như thế tố chất tâm lý này cũng cứng rắn quá rồi cô suy nghĩ thêm chút đi nếu như có ý thay đổi lúc nào cũng có thể tìm tôi lúc này vương kiệt hy cũng không muốn ép người ta quá anh phát hiện lần ra tay này của mình có hơi hấp tấp chỉ ít phải tìm hiểu một chút về hoàn cảnh của đối phương thật ra chuyện này chẳng trách được vương kiệt hy ai mà ngờ một người chơi vinh quang lại không chút phản ứng với lời mời từ giới chuyên nghiệp chứ dù cho người này chỉ là một người mới được cảm ơn đường nhu khách khí như trước vương kiệt hy đang chuẩn bị rời đi trong phòng lại chợt có thêm người vào sau khi liếu phi bên kia thua trận phi thảo đã có một đội viên khác tìm tới rồi vương kiệt hy vừa nhìn cũng trực tiếp nhảy làm khán giả chuẩn bị xem thi đấu đi đi nhất phàm vương kiệt hy gửi tin đến người vừa mới tiến vào là kiều nhất phàm thấy đội trưởng đang ở trong phòng nên cậu sợ run sau khi nghe lệnh thì vội vã vào trận đấu trào hỏi đường nhu một tiếng song phương bắt đầu đánh nhau trận này vương kiệt hy không tập trung lắm tuy kiều nhất phàm được xem là đội viên chính thức của vi thảo nhưng lúc này vương kiệt hy chú ý đến đường nhu hơn một người mới đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp lại vẫn có thể đánh đến khó phân thắng bại vương kiệt hy ca ngợi rất nhiều lại không khỏi cảm thấy bất mãn với kiều nhất phàm cậu đội viên này không thể nghi ngờ là người có trình độ kém nhất hiện nay của vi thảo thậm chí có thể nói tài nghệ của cậu hoàn toàn không đủ để trở thành một thành viên trong đội. Dù có đến đội yếu nhất liên minh, cậu có thể lên làm chủ lực hay không vẫn rất khó nói. Ở trong đội lâu như vậy, người khác đều tiến bộ, tên nhóc này lại chẳng chút tiến bộ. Vẫn cứ luôn lóng ngóng tay chân lướng lự trước sau, không có chí tiến thủ như vậy, còn có thể có tiền đồ gì chứ. Đội trưởng mặc dù không có quyền nhân sự, nhưng ý kiến của họ vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của câu lạc bộ. Đối với Kiều Nhất Phạm, Vương Kiệt Hy đã không nhìn ra giá trị gì của cậu trong đội. Anh biết đứa nhỏ này ở trong đội cũng rất khổ cực, có lẽ ở một đội ngũ không có áp lực mà không phải đội quán quân, cậu ta sẽ tiến bộ hơn nhỉ. Trận này đánh đến 3 phút vẫn chưa thấy kết thúc, đội viên Vi Thảo kế tiếp mất kiên nhẫn mà chạy sang nhìn. Suốt cục, Kiều Nhất Phàm cũng thắng, dẫu chỉ một vai phụ bị sao lãng, nhưng so với người mới đường nhu, cậu vẫn mạnh mẽ hơn. Thấy đội trường ở cạnh xem trọn vẹn trận đấu, Kiều Nhất Phàm rất sợ hãi. Cậu biết mình chắc chắn đánh không tốt, chỉ tính mỗi thời gian thôi, có đội viên nào lại cần 3 phút mới thắng nổi đối thủ như cậu. Nhất phàm nhanh lên chút đi có đội viên gửi tin hối thúc. Bên kiều nhất phàm chậm chạp, chứ bên quân mạc tiếu lại rất nhanh. Sau khi tên đó hối thúc kiều nhất phàm, lập tức so đấu với đường nhu ngay, rồi lại hấp tấp chạy về chiến với quân mạc tiếu. Căn phòng của Diệp Tu, kiều nhất phàm lặng lẽ tiến vào, ngoại trừ câu nhất phàm cố gắng lên của Cao Anh Kiệt, không còn bất luận lời cổ vũ nào từ các đội viên khác dường như ai nấy đều cho rằng cậu không xứng thuộc về chiến đội này đã không xem cậu như một thành viên kiều nhất phàm sớm đã quen rồi chỉ hít một hơi thật sâu tiến vào trận đấu a à, là chú em trong đấu trường diệp tu và kiều nhất phàm chào hỏi a à, em kiều nhất phàm ngơ ngẩn là chú em vị này có biết đến cậu bản thân có cảm giác tồn tại từ bao giờ vậy hơn nữa đó còn là diệp thu đại thần đấy người này và đội trưởng như nhau thậm chí còn thần hơn em ở trong đội hay dùng thích khách sao? Diệp Tu hỏi, dạ, có người đề nghị em đổi nghề bao giờ chưa? Diệp Tu thuyết, không có, hồi trước em chơi nghề gì? Diệp Tu hỏi, hồi trước, thật là xa xôi, mình trước khi vào vi thảo là chơi nghề gì nhỉ? Kiều Nhất Phàm đột nhiên không nhớ ra, cậu chỉ biết sau khi mình gia nhập, câu lạc bộ liền đưa cậu một tài khoản thích khách không ai dùng của một đội viên cũ đã giải nghệ, từ đó về sau cậu vẫn là một thích khách. Cậu chưa từng lên sâu đấu bao giờ, ngoại trừ Cao Anh Kiệt chưa từng có bất kỳ đội viên nào chủ động tìm cậu luyện ta chung, bộ phận kỹ thuật phát triển trang bị tự chế cũng chưa bao giờ có thứ cho thích khách. Cậu thực sự trở thành một thích khách cô độc và tịch mịch. Nghề thích khách này không phát huy được tiềm năng của em đâu." Diệp Tu nói, "A, à, tiềm năng, Kiều nhất phàm nghĩ cái từ này không hề hợp với mình. Thử theo nghề quỷ kiếm sĩ hay phụ trợ đồng đội xem, trận quỷ chủ yếu dùng quỷ trận ấy." Diệp Tu nói, "Chương 145, cần chút can đảm." Kiều Nhất Phàm Cao Anh Kiệt, quỷ kiếm sĩ, một trong bốn chức nghiệp trong hệ kiếm sĩ, là kiếm sĩ có thể khống chế lực chiến đấu của quỷ thần. Căn cứ vào cách lựa chọn kỹ năng phối hợp khác nhau, quỷ kiếm sĩ chia làm hai đường chính. Một là cường hóa những kỹ năng có tính công kích, bỏ hết quỷ trận, cuối cùng trở thành quỷ kiếm sĩ có lực sát thương lớn nhất, tên thường gọi là trảm quỷ. Một đường khác, tập trung vào các loại quỷ trận, là quỷ kiếm sĩ phóng thích ra những kết giới mạnh mẽ để cường hóa chính mình và đồng đội xung quanh, được gọi là trận quỷ chia ra hai đường là bởi vì điểm kỹ năng có hạn. Bất kể thế nào, cũng không thể tăng mắc tất cả kỹ năng, tất phải đưa ra chọn lựa. Quỷ kiếm sĩ trông có vẻ hơi cực đoan, chọn lựa cuối cùng lại trở thành hai nhánh bất đồng. Đương nhiên cũng có người chung hòa nó, thêm điểm kỹ năng có thể vẹn cả đôi đường. Cộng điểm như thế rất thông dụng với đám người chơi, có điều trong giới chuyên nghiệp, đám tuyển thủ cần phải theo đuổi hiệu quả tối ưu nhất. Nghề như quỷ kiếm sĩ, không phải chảm quỷ thì chính là trận quỷ, hiếm có người bắt cá cả hai tay thế này. Trong hai đường chính, chảm quỷ đơn giản hơn chút, công thủ vẹn toàn, có thể tự mình ngăn cản một phương, là một lựa chọn khá cân bằng, mà trận quỷ lại có đặc điểm và khuyết điểm vô cùng rõ ràng. Tuy phần lớn những quỷ trận cao cấp có thể cường hóa năng lực chiến đấu của quỷ kiếm sĩ, thế nhưng, kết giới của quỷ trận lại rất hạn chế, đồng nghĩa với việc một trận quỷ mà ra khỏi kết giới thì chỉ còn là đống cặn bã. Khuyết điểm này khi chiến đấu với NPC không quá rõ ràng, nhưng lên PvP lại lộ ra ngay. Đối thủ có thể không lựa chọn việc bước vào kết giới của bạn, chờ quỷ trận của bạn biến mất. Những nghề đánh từ xa còn có thể tấn công bạn ở phạm vi bên ngoài quỷ trận. Tại PK1 vs 1, trận quỷ rõ ràng còn cần thêm nhiều kỹ xảo và ý thức chiến thuật hơn. Rất nhiều người chơi bình thường thậm chí còn thờ phụng cách nói trận quỷ không thể sâu lâu. Phát triển đến bây giờ, trảm quỷ trở thành nhánh chính trong quỷ kiếm sĩ. đa số người chơi đều lựa chọn trảm quỷ, mà vì nguyên nhân thao tác dườm ra lại còn phải chịu hạn chế của kết giới trận quỷ chiếm tỷ lệ ít dần trong số người chơi. Nhưng trong một đoàn đội tinh anh thường dành một vị trí riêng cho trận quỷ, có điều hiệu quả quỷ trận của hai trận quỷ không thể cộng dồn lên nhau, vì vậy chỉ cần một hai người là đủ. Ngay cả đội quán quân như Vi Thảo cũng có trận quỷ. Tài khoản quỷ kiếm sĩ sư quân tử của Chu Diệp Bách chính là một trận quỷ, cũng từng lên thi đấu trong những trận đấu chính thức, cung cấp cho đội ngũ thêm vài lựa chọn và biến hóa về mặt chiến thuật. Trận quỷ ư, Kiều Nhất Phàm lẩm bẩm, có lẽ đã lâu lắm rồi không ai dạy bảo cậu, bất chợt nghe thấy một câu hướng dẫn này kiều nhất phàm lập tức tiếp nhận nó theo bản năng huống chi người dạy bảo cậu chính là diệp thu bách khoa toàn thư của vinh quang ngay cả đội trưởng của bọn cậu như vương kiệt hy cũng không có thâm niên sâu như người này đúng cách quan sát tình hình chung của em rất tốt ý thức hợp tác rất mạnh cực kỳ thích hợp với chức nghiệp như trận quỷ này diệp tu nói nhưng nhưng mà kiều nhất phàm nhưng liền hai tiếng cũng không thốt lên lời điều cậu muốn nói thật sự quá nhiều nhất thời chẳng biết bắt đầu nói từ đâu đổi chức nghiệp sao người vô hình như cậu nào có tư cách này mà dẫu có đổi sang luyện trận quỷ trong đội của họ đã có chu diệp bách làm gì còn nhân vật trận quỷ khác giao cho cậu tạo con mới vì cậu ư thế thì càng không thể tài khoản thích khách chuyên nghiệp của cậu hiện nay đã bị câu lạc bộ phớt lờ rồi nói chi đến việc vì cậu mà tạo một trận quỷ quan trọng hơn cả hoàn cảnh của cậu tại câu lạc bộ bấy giờ càng ngày càng lúng túng sau khi mùa giải này kết thúc hợp đồng của cậu cũng sắp đến hạn với sự tồn tại có cũng như không của cậu ở câu lạc bộ hiện nay ngay cả cậu cũng không tin tưởng câu lạc bộ sẽ ký tiếp hợp đồng với mình mà kể từ khi cậu bước vào giới chuyên nghiệp đến nay vẫn chưa có tiếng tăm gì điểm sáng duy nhất cũng chỉ là danh hiệu thành viên của đội quán quân này mà thôi dựa vào điểm ấy có thể sẽ có một vài câu lạc bộ nhỏ có hứng thú với cậu nhưng vào thời điểm này lại đổi sang luyện một chức nghiệp mới chỉ với chưa tới nửa năm có thể khiến người ta xem trọng mình trong kỳ tập huấn thử ư nếu đã không còn hợp đồng đổi sang luyện một chức nghiệp khác thích hợp hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ai, đến sau cùng, Kiều Nhất Phàm chỉ buông tiếng thở dài. Cả hai lúc này mãi chưa ra tay, khán giả xem chiến đấu không nghe được giọng nói của hai người, cũng không biết đang làm gì, lại chẳng hề khách sáo gì với Kiều Nhất Phàm, nhất thời tất cả đều spam hối thúc. Kiều Nhất Phàm không dám chậm chế nữa, nhưng nhìn quân Mạc Tiếu không hề có ý ra tay, rơi vào đường cùng đành phải mở lời trước, tiền bối, em bắt đầu đây. Nói xong bắt đầu công kích diệp thu đối phó với kiều nhất phàm dễ như chơi không bao lâu đã đánh bại cậu quả nhiên nếu tính theo thời gian kiều nhất phàm thua nhanh nhất như việc cậu thắng đường nhu chậm nhất vậy dốc chút can đảm đi nào khi kiều nhất phàm rời khỏi sàn đấu chợt nghe diệp Tu nói với mình một câu như thế can đảm ư kiều nhất phàm yên lặng ngồi trước máy tính nhìn vị đội viên tiếp theo xông lên chiến đấu với quân mạc tiếu hai bên hết sức căng thẳng không hề nói xã giao gì đội viên bên cạnh túm năm tụ ba vừa xem chiến vừa thảo luận kiều nhất phàm nhìn bên cạnh mình cao anh kiệt không ở đấy nhìn sang bên kia cao anh kiệt đã bị đội trưởng kêu sang dường như đang nói gì với cậu ấy tốt thật thường xuyên được nhân vật cấp bậc đại thần như đội trưởng chỉ bảo á kiều nhất phàm thầm nghĩ bất chợt sống mũi cay cay cậu vào đội cùng lúc với cao anh kiệt tuổi tác sắp xỉ nhau người nhận được sự che chở và quan tâm của tiền bối kẻ chỉ có thể bưng bê rót nước phía sau trận quỷ ư kiều nhất phàm không khỏi nhớ lại lời chỉ bảo của vị đại thần kia trong trò chơi còn có câu cổ vũ trước khi mình rời đi bản thân có lẽ thật sự cần thêm chút can đảm có điều thứ như lòng can đảm không phải bảo có là có ngay kiều nhất phàm nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy sợ sệt cuối cùng cậu quyết định cứ thử một lần đi không hoàn toàn buông bỏ thích khách trong tay nhưng từ giờ thử tiếp xúc với trận quỷ có lẽ quả thực không giống thế nữa chỉ mới nghĩ thế kiều nhất phàm đã lập tức hưng phấn vô cùng Nhất phàm cậu cười gì đấy? Lúc này Cao Anh Kiệt về chỗ mình, vừa tới đã thấy bạn thân của mình đang cười ngây ngô, ánh mắt nôn nao, dường như không phải đang nhìn trận đấu. À, không có gì đâu, Kiều Nhất phàm vội vã ngừng cười. Đêm nay, chiến tích của chiến đội Vi Thảo vẫn như vậy, toàn bộ bại trận, chẳng qua giờ thì đội trưởng Vương Kiệt Hy của họ cũng không ra tay. Có điều có trận đấu ngang tay của cả hai ngày hôm qua, không ai hoài nghi đội trưởng là sợ thua hay gì, tóm lại đội trưởng của họ luôn có vài hành động ngoài dự tính của mọi người, tựa như lần tập huấn bất chợt kéo mọi người vào game luyện tập này với suy nghĩ của đội trưởng đội viên của chiến đội vi thảo đã quen nghe lệnh không phỏng đoán nữa hôm nay thế nào tiệm nét hưng hân kết thúc trận đại chiến xoay lượt diệp tu đi an ủi đường nhu hoàn cảnh của hai người trái ngược nhau người toàn thắng kẻ thua sạch một cặp từ trái nghĩa tốt hơn hôm qua đường nhu nói khá lắm diệp tu khen ngợi một tí có điều Hôm nay liệt hỏa diễm tẫn trong đội bọn họ chợt mời em tham gia tập huấn thử gì ấy. Đường nhu nói thế à? Diệp tu cũng không bất ngờ lắm, ánh mắt của cậu ta không tệ, em quả thực có tiềm lực khai thác vô cùng. Em đáp ứng chưa? Không có, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Đường nhu nói đừng nói với chị chủ đó, chị ấy sẽ bóp chết suy nghĩ này của em. Diệp tu nói. Đường nhu ngẫm nghĩ nghiêm túc gật đầu, anh nói đúng đấy. Ha ha, tối nay tiếp tục phó bản chứ. Đương nhiên, 12 giờ gặp, vâng, hai người nói xong, mỗi người lại vào vị trí của riêng mình. Diệp Tu chuẩn bị ra quầy thay ca, đường nhu tiếp tục quay về chỗ chơi tiếp. Qua 11 giờ, tiệm nét lập tức chuyển cảnh, giờ cao điểm buổi tối đã qua, tiếp đấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Giải đấu chuyên nghiệp, thật sự rất thú vị ư. Khi Diệp Tu ngồi vào quầy đăng nhập quân Mạc Tiếu, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn do Hàn Yên Nhu gửi sang. Vinh quang thú vị không? Diệp Tu trả lời, khá thú vị đường nhu nói giải đấu chuyên nghiệp cũng thế đấy diệp tu nói à có điều tính cách của em quả thực rất hợp làm tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng phải em thích thách thức ư diệp tu nói vậy còn anh vì sao anh không đi đấu vòng tròn chuyên nghiệp đường nhu hỏi anh đấu rồi giờ mệt mỏi nên đang nghỉ ngơi diệp tu nói nói xạo đường nhu không ngốc có ai nghỉ ngơi lại chạy đến tiệm nét làm người trông nét suốt đêm chứ tóm lại anh vẫn sẽ trở về diệp tu nói khi nào Đường Nhu hỏi, khó nói lắm, Diệp Tu đáp, Đường Nhu không nói gì nữa, hai người yên lặng chơi game, 12 giờ số lần phó bản lại đổi mới, tổ đội đánh bản, toàn bộ như trước. Ngày tiếp theo vẫn y như vậy, chẳng qua chiến đội Vi Thảo lại thua thảm hại hơn trong tay Diệp Tu. Bọn họ không thể tiến bộ thần tốc chỉ trong 2-3 ngày, nhưng sau khi Diệp Tu hời được vật liệu trong 2 ngày, ô thiên cơ lại nâng cao toàn diện, triệt để đạt đến cấp 25. Đây rõ ràng còn hiệu suất hơn cả phá kỷ lục phó bản, Càng tốt đẹp làm sao khi ấy lại là thao tác tuần hoàn, kỷ lục phó bản đánh một lần liền không có lần thứ hai. Sa Tiền Tử đang bận trước bận sau thu thập vật liệu trong danh sách, kết quả bên kia là gửi đến một danh sách mới. Sa Tiền Tử nhận được xong vừa nhìn thử đã hộc máu. Vật liệu lúc này chủ yếu từ cấp 30 đến 35. Hiện nay đội tinh anh của ba công hội lớn đều bước vào đầu 30, vừa mới bắt đầu khiêu chiến phó bản và khu luyện cấp của giai đoạn này, đào đâu ra nhiều vật liệu thế hả. Cứ tiếp tục tiêu xài như thế, đừng bảo Trung Thảo Đường, có gom tất cả công hội của khu 10 đến cũng chưa chắc kiếm đủ. Đa số người chơi đang bước vào giai đoạn cấp 25. Những nhân vật cấp 28 như Quân Mạc Tiếu cũng chỉ kém hơn những tài khoản tinh anh cày cấp giật bảng của công hội lớn một chút mà thôi, so với người chơi bình thường, những kẻ ngoại trừ ăn ngủ thì du rú chơi game như Diệp Tu và Đường Nhu sao có thể thua kém chứ, họ đã trở thành những kẻ một người một ớt biên cuồng nhất rồi. Không có vật liệu, Vương Kiệt Hy cũng không cuống lên. Họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, thắng thua là chuyện thường tình, thua rồi không thể chỉ đâm đầu đánh mãi, phải dựa vào kỹ thuật mà phân tích nguyên nhân. Vì thế những ngày không có hàng để thua tiếp ấy, buổi tập huấn mỗi tối của chiến đội Vi Thảo trở thành quây quần bên nhau phân tích những video thu lại từ những trận đấu mấy ngày nay. Diệp Tu đương nhiên không hề để ý những chuyện này, không ai tìm đến thì lại tiếp tục việc luyện cấp của mình, qua vài ngày, cấp bậc của bọn họ rốt cuộc bước vào giai đoạn 30. Trong lúc này, lượt đấu vòng tròn thứ 22 của Vinh Quang lại đúng hạn cử hành, chiến đội ra thế rốt cuộc chào đón được một trận đấu xoay người mà mình mong đợi đã lâu, lấy số điểm 9 một xinh đẹp hoàn thành lượt đấu vòng tròn này. Sau so ra, lượt đấu vòng tròn của chiến đội Vi Thảo lại xảy ra một chuyện ít ai ngờ đến, đối mặt với một đội ngũ bậc trung trong liên minh, kết quả chỉ chiếm được 3 điểm. chương 146, qua lý trí, chiến đội Vi Thảo đồng loạt suy sụp, vào buổi họp báo sau khi thi đấu, đội trưởng vương kiệt hy tiết lộ cho giới truyền thông rằng chiến đội vi thảo hiện đang tiến hành kỳ tập huấn bí mật nhất vì vậy ảnh hưởng tới trạng thái của đội viên có điều với ưu thế về thứ hạng của vi thảo bấy giờ vương kiệt hy cho rằng chút tổn thất ấy hoàn toàn đáng giá vi thảo chỉ có một mục tiêu chính là đoạt tổng quán quân chiến tích vòng đấu thông thường không quan trọng mấy với họ cách nói này sặc mùi pr nhất là cái trò tập huấn bí mật kia chẳng ai biết là thật hay giả mà chiến tích vòng đấu thông thường ấy không phải không quan trọng như Vương Kiệt Hy bảo. Dĩ nhiên họ không cần lo lắng khi bước vào vòng đấu quý sau rồi, nhưng vị trí xếp hạng trong vòng đấu thông thường vẫn gây ảnh hưởng đến phí phát sóng cuối cùng của liên minh, phí tài trợ rồi tiền hoa hồng. Đội nào có thứ hạng càng cao, có thể kiếm được càng nhiều tiền hoa hồng. Hơn nữa, nếu tiến được vào quý sau rồi sẽ có thêm vài khoản thu nhập như phí phát sóng mà những vòng đấu thường không có, càng vào vòng trong, càng được nhiều tiền hoa hồng hơn thành tích và quyền lợi có quan hệ với nhau rõ ràng như vậy, lại chưa nói tới thành tích ưu tú sẽ tạo nên tiếng tăm và sự chú ý, fan càng nhiều sẽ mang đến nhiều nguồn lợi nhuận vô hình khác. Thế là, với lý do thoái thác hết chỗ chê của Vương Kiệt Hy, chuyện này cứ vậy mà cho qua. Ngẫm lại lượt đấu ra thế phạm lỗi một cách khó hiểu trước đấy, trong buổi họp báo đội trưởng mới nhậm chức tôn tường lại chẳng biết gì cả, ném ra một câu không rõ ràng, tựa như đang chút hết buồn bực, xử sự, sự không bằng Vương Kiệt Hy. Hai ngày sau khi thi đấu kết thúc, vừa đến trạng vạng chiến đội vi thảo lại kéo bảy thành đoàn tiến vào khu 10, đi gọi quân mạc tiếu đến đấu trường theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế diệp tu không nói nhiều lời lập tức kêu đường nhu sang mấy ngày nay đường nhu cũng thử tập luyện mấy lần tại đấu trường nhưng những người chơi bình thường đấy có thể là đối thủ của cô sao đánh nhàm chán cực kỳ thỉnh thoảng cô lại làm vài ván với diệp tu việc này càng khiến đường nhu thật sự không biết gần đây bản thân mình đang làm gì sau đấu cùng diệp tu hoàn toàn không cảm giác được bản thân tiến bộ y như lần đánh đầu tiên muốn thua thế nào thì thua thế ấy mặt khác cô cũng đấu vài lần cùng bánh bao xâm lấn số lần thắng của đường nhu lớn hơn được chút bánh bao xâm lấn thật sự là một tuyển thủ có trình độ nhấp nhô có lúc đường nhu thắng cực lãng xẹt khi lại thua thật bất lực nói theo lời của diệp tu bánh bao xâm lấn là một người không theo lý thuyết không hề dập khuôn là một tên chỉ dựa vào trực giác mà chiến đấu có lúc mèo mù vớ phải chuột chết thắng một cách kỳ lạ nhưng khi không đụng chúng chuột chết phạm phải sai lầm cấp thấp ngơ ngơ thua mất ngay diệp tu vốn định chờ vi thảo tới nữa sẽ để bánh bao xâm lấn đến thử xem ai ngờ hôm nay bánh bao xâm lấn không hề online đành phải đi trước cùng đường nhu bận rộn mấy ngày xa tiền tử rốt cuộc cũng tích lũy đủ vật liệu để đội viên vi thảo tiêu xài quy củ như cũ trước cùng với đường nhu đánh một trận kết quả thi đấu rất nhanh đã có sau lại tìm diệp tu diệp tu chợt cảm thấy độ khó tăng cao những tên này mấy ngày qua quả nhiên không hề rảnh tay mà đã có ý tưởng nhắm vào mục tiêu hơn. Hơn nữa tài khoản của đám này còn nhờ người cầy hộ, lúc này ai cũng 30. Đây đồng nghĩa với việc có thêm nhiều kỹ năng, sẽ có nhiều chiến thuật để lựa chọn, ưu thế tuyệt đối của tán nhân ở giai đoạn đầu theo đẳng cấp tăng dần mà biến mất từng chút. Nói cách khác, chức nghiệp như tán nhân, 20 cấp đã thành hình, về sau lúc tăng cấp, ngoại trừ thuộc tính và công kích tăng mạnh, đấu pháp chiến thuật và kỹ thuật sẽ không thay đổi gì quá lớn. Mà những chức nghiệp khác lại không ngừng xuất hiện kỹ năng mới, đấu pháp cũng càng ngày phong phú. Tuy số kỹ năng vẫn không bằng tán nhân, nhưng tranh lệch đã kéo gần hơn. Tình huống này từ hồi tán nhân lộng quyền đã được kiểm chứng qua, có người từng khẳng định, với sự tăng cao không ngừng của giới hạn mắc cấp, tán nhân chỉ còn là phế vật. Cuối cùng sự thực là mọi người không cần chờ đến ngày ấy, một nhiệm vụ thức tỉnh cấp 50 đã khiến tán nhân bị loại bỏ ngay. Sau này chuyện về tán nhân dần bị lãng quên, một vài nghiên cứu thừa ban đầu cũng bị người vứt bỏ. Hôm nay Diệp Tu lại vực dậy tán nhân, hắn cũng phải kiểm chứng thử. Cấp 50, hắn biết rõ, nhưng cấp 60 rồi 70 sau này, hắn cũng chỉ lấy kinh nghiệm mà suy đoán thôi. Chân lý dẫn sao cũng cần hiện thực để kiểm chứng. Trong đầu Diệp Tu có rất nhiều ý tưởng, song phải cần thăng cấp mới có thể biết được. Cơ mà, nhân vật của đám tuyển thủ chuyên nghiệp trước mắt này đã nâng lên một tầm cao mới, cả đám cũng nghiên cứu rất nhiều những lần thất bại trước đấy, lần này Diệp Tu phải chú tâm vào ứng chiến hơn. Vì vậy lần này, mỗi một trận đấu đều xuất hiện chút chắc trở, Đội viên Vi Thảo rốt cục không bị chèn ép nữa. Ý chí chiến đấu của mỗi người dâng cao, ai nấy đều muốn hạ gục đối thủ. Chẳng qua, tuy đã trải qua quá trình tập trung nghiên cứu, bấy giờ, chiến đội Vi Thảo vẫn thua từ đầu đến đuôi. Giai đoạn cuối dần chiếm thế hòa, chuyện này cũng không đáng mừng gì. Đừng quên bọn họ đang đại chiến xoay lượt đấy, 10 người luân phiên ra trận, Diệp Tu lại không thoải mái như trước nữa, liên tục chiến đấu đương nhiên sẽ khiến tinh thần và sức lực mệt mỏi kỳ thực vương kiệt hy ngay từ đầu hy vọng mọi người ghép cặp đến luyện tập cũng chỉ vì lo lắng trường hợp này anh lo lắng trạng thái của diệp tu bị tụt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện của đội viên hai ngày đầu mọi người còn chưa quen với tán nhân thua thảm hại ngược lại không thấy trạng thái của diệp tu giảm xuống nhưng hiện tại mức tập trung vào mục tiêu đã được nâng cao đấu xoay lượt quả nhiên xuất hiện trường hợp này dẫn đến hiệu quả của đám đội viên đấu sau không đạt được tốt nhất bên này vương kiệt hy chỉ nhìn diệp tu thi đấu không hề ra trận thế mà lại chạy đi đánh mấy trận với đường nhu. Nếu để người không biết chuyện nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng thằng này đang cua gái. Tuần này cô đường tiến bộ không ít ga, lời này của Vương Kiệt Hy không phải khen tặc, đường nhu có thiên phú, lại có đại thần chỉ dạy, không tiến bộ mới là lạ. Có điều, được Diệp Thu đại thần một kèm một, quả thực quá 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 xa xỉ. Cảm ơn, đường nhu tiến bộ, kết quả vừa vặn giống mấy tên kia. Vừa khiến đối thủ vất vả hơn vừa thua cuộc có điều trong lúc đấu với vương kiệt hy đường nhu vẫn cảm thấy bất lực cô biết người này giống diệp tu trình độ cao hơn hẳn đám cao thủ kia tạm thời cô chỉ có thể ngước mặt lên nhìn chuyện lần trước tôi nói cô đã suy nghĩ chưa vương kiệt hy hỏi sau khi đánh được mấy ván à tạm thời tôi vẫn chưa thể đổi ý đường nhu nói thế à vậy tôi đành tiếp tục chờ thôi vương kiệt hy nói nếu là tuyển thủ chuyên nghiệp vì sao mấy anh không đi tìm quân mạc tiếu đường nhu chợt khó hiểu mà hỏi trình độ của diệp tu quá rõ ràng nếu đối phương muốn mời một nhân tài có sẵn như vậy há lại không cần anh ta đấy à anh ta là tuyển thủ đã giải nghệ theo luật muốn trở lại cũng phải một năm sau vương kiệt hy nói à thế à tôi thật sự không biết nhiều chuyện trong giới chuyên nghiệp lắm đường nhu nói hơn nữa tuổi của anh ta cũng khá lớn có quay về cũng chỉ đánh thêm được một hai năm thôi còn cô đường đây tuổi của cô cũng không lớn đâu nhỉ tiền đồ không thể đo lường được vương kiệt hy nói Ồ, làm thế nào anh biết tuổi của tôi? Đường Nhu hỏi, từ cách chiến đấu của một người có thể ước chừng, sự bốc đồng, nhiệt huyết và cảm xúc của cô, vừa nhìn đã biết đang ở độ tuổi hoàng kim của tuyển thủ chuyên nghiệp. Hẳn chỉ tầm 20 đến 22 tuổi mà thôi, hy vọng tôi không đoán sai. Vương Kiệt Hy nói, ồ, cũng đúng đấy. Đường Nhu nói, nếu là người bình thường, gia nhập vào tuổi này thì có hơi trễ, nhưng cô Đường lại rất có tư chất, nếu được huấn luyện bài bản, còn được những trận đấu chính quy tôi luyện, Tôi tin cô có thể nhanh chóng trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính. Vậy hiện tại thì sao?" Đường Nhu hỏi, "Hiện tại, xin lỗi tôi nói thẳng, hiện tại chỉ dựa vào phản ứng và thao tác của cô, tuy cô đã được cưỡng chế truyền tải rất nhiều hiểu biết, nhưng còn cần phải thực chiến nhiều để rèn luyện những hiểu biết ấy trở thành thói quen. Chuyện này còn cần đến hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp cao cấp." Vương Kiệt Hy trả lời, "Thì ra là vậy." Đường Nhu đáp, "Vì vậy tôi đề nghị, nếu cô Đường đã có ý thì nên gia nhập giới chuyên nghiệp càng sớm càng tốt." chỉ chơi thôi thì quá mai một tài nghệ rồi vương kiệt hy nói được rồi tôi sẽ suy nghĩ cảm ơn đường nhu vẫn bình tĩnh trả lời như trước vương kiệt hy cũng không nói thêm gì cuộc đối thoại của hai bên lại bình tĩnh kết thúc trở lại bên kia nhìn quân mạc tiếu vừa đấu xong phát hiện trạng thái của diệp tu đang trượt dần vương kiệt hy ngăn cản những đội viên còn muốn thử tiếp dừng việc tập huấn của ngày hôm nay khổ cực rồi tại cửa đấu trường vương kiệt hy khô khan mà an ủi diệp tu không khổ tí nào đánh tiếp 10 trận thế nào?" Diệp Tu hỏi, "Ha ha, hay là thôi đi." Vương Kiệt Hy cười nói, "Tôi sẽ an bài tốt người của mình, để anh không vất vả thế nữa." "Cậu khách khí quá rồi." Diệp Tu nói, "Điều nên làm thôi, vậy đi, lần sau gặp lại." Vương Kiệt Hy nói, "Gặp lại, thực sự là một tên khó chơi a." À. Nhìn thấy những người kia lo cao biến mất xong, Diệp Tu cảm thán với Đường Nhu. "Sao lại, anh muốn mượn cơ hội này lấy chút vật liệu cần thiết, nhưng tên này vừa thấy anh mệt lập tức dừng ngay việc luyện tập. Tên này chẳng tiếc vật liệu, nhưng lại không muốn phí thời gian với anh. Diệp Tu nói, anh ta thật sự quá lý trí. Đường Nhu nói, anh thực sự đã già, không giống em A, à, đánh 10 trận vẫn còn hưng phấn. Diệp Tu nói, a thế à, em nghĩ sự thật là anh không có ý chí chiến đấu nhỉ. Mấy tên mèo quào kia vừa nhấc tay đã xử lý xong hết, đổi lại là em, cũng sẽ càng ngày càng chán. Thật ra không phải anh mệt mỏi, mà đang ngán ngẫm chứ gì. Đường Nhu nói: "Suy nghĩ của em đặc biệt lắm đấy, có điều người gặp phải đối thủ yếu liền không muốn đánh phải là em mới đúng." Diệp Tu nói: "Em chỉ không tin một người chơi suốt hơn 12 tiếng vẫn có thể giữ tập trung, mà chỉ mới đánh 10 trận đã thấy mệt, điều này không khoa học." Đường Nhu nói: "Ừm, um, được rồi, coi như em nói có lý đi, cơ mà anh vẫn muốn sửa một chỗ, bọn họ không phải mèo quào, bọn họ là đội ngũ đoạt quán quân năm trước." Diệp Tu nói: "Quán quân mèo quào?" Đường Nhu nói: như vậy êm tai hơn Diệp Tu cười. Hai người tùy tiện trò chuyện, bỗng nhiên hệ thống hiện lên tin tức, Diệp Tu vừa nhìn, người chơi một tắc cho muốn thêm bạn làm bạn tốt, có đồng ý hay không? chương 147, quyết định khó khăn. Sau lần đánh kỷ lục phó bản thành danh, nhất là kỷ lục của Mai Cốt Chi Địa cuối cùng không bị đánh vỡ, người thêm bạn quân mặc tiếu càng lúc càng nhiều. Có công hội lớn, công hội nhỏ, cá nhân cũng có. Công hội lớn tất nhiên đều giống bọn Lam Khê các ngưu đồ bá đạo muốn tìm Diệp Tu đánh thuê lâu dài, công hội nhỏ thì đa phần bàn về các khả năng, như cơ hội rồi hướng phát triển, vào công hội lớn thì chẳng có tương lai gì đâu, xem Diệp Tu như người mới mà gạ gấm cá nhân thì lôi kéo làm quen, hy vọng được cao thủ giúp đỡ. Đủ loại người chơi muôn hình vạn trạng, Diệp Tu giao thiệp vô cùng thành thạo, ai nên từ chối thì từ chối, ai nên có lệ thì có lệ, ai nên coi nhẹ thì coi nhẹ, đối phó rất ra chiều. Một tắc cho này, Diệp Tu tiện tay nhìn xuống tư liệu, quỷ kiếm sĩ cấp 23, tâm Diệp Tu khẽ động, ngược lại lại nhớ tới vị thích khách trong nguyệt trong chiến đội vi thảo kia đồng ý lời xin làm bạn tốt lập tức nhận được tin nhắn của đối phương tiền bối em là kiều nhất phàm thích khách trong nguyệt ở chiến đội vi thảo đúng thật diệp tu vừa nghĩ vừa đáp ô là em à vâng em muốn thử chơi trận quỷ sao em lại luyện con mới diệp tu khó hiểu ngoài các tài khoản thi đấu đăng ký trong liên minh mỗi câu lạc bộ vẫn còn rất nhiều tài khoản mắc cấp khác thường có đủ nhân vật với mọi kiều tăng mọi trường phái tuyển thủ nào cần tùy tiện lấy một con là được các tài khoản này lại không cần xài trang bị mắc tiền chi phí tổn hao không lớn tình cảnh xấu hổ trong chiến đội vi thảo của kiều nhất phàm một người ngoài như diệp tu tất nhiên sẽ không biết rõ chẳng qua là chung một liên minh mọi người ai cũng biết tài khoản nhân vật nào thuộc sở hữu của chiến đội nào hơn nữa giải đấu này diệp tu đánh được một nửa rồi thích khách trong ấn tượng của diệp tu đây là chức nghiệp chưa từng ra sân trong giải đấu này của vi thảo vì lẽ đó mà có thể kết luận được địa vị của cậu tuyển thủ chơi thích khách này trong câu lạc bộ. Đương nhiên, cũng thể là người mới đang chờ đào tạo, chưa thuần thục nên không được phái lên sàn. Nhưng Diệp Tu đã từng giao thủ qua, nhận thấy trình độ thích khách của Kiều Nhất Phàm quả thật rất bình thường, không hề có tiềm lực phát triển. Mà đặc điểm của cậu ta rõ ràng lại khá thích hợp với quỷ trận, lúc ấy mới mở lời góp ý đôi câu, trừ cái đó ra cũng không có ý gì khác. Ừ, mong được ở bên cạnh, có cơ hội có thể được tiền bối chỉ điểm Kiều Nhất Phàm nói diệp tu giật mình hắn hoạt động trong giới chuyên nghiệp nhiều năm tình huống nào còn chưa từng gặp lúc này tuy không hỏi kiều nhất phàm cũng không nói nhưng với cách xử sự của kiều nhất phàm cũng đoán sơ được chuyện khó sửa của đối phương em đánh vinh quang nhiều lâu rồi diệp tu hỏi hơn một năm kiều nhất phàm trả lời ồ người mới không dễ dàng mà diệp tu thở dài diệp tu từng nghe nói vì thảo có một cao anh kiệt được xưng là người kế tục cho vương bất lưu hành mà mỗi lần xuất hiện một nhân vật thiên tài như thế, trong lúc vô tình lại gạt đi không ít phần sáng của đồng đội. Giống như Kiều Nhất Phạm bây giờ, chẳng phải không có tiềm lực gì, có điều đứng bên cạnh thiên tài sẽ bị người nọ át đến ảm đạm vô quang, không thể không nói đấy là một nỗi bi ai. Nghĩ tới đây, Diệp Tu cũng hiểu loại nhân vật bên lề như Kiều Nhất Phạm này quyết định đổi chức nghiệp mới có bao nhiêu khó khăn. Nói nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể ví như một lần quyết định đánh của cả kiếp sống chuyên nghiệp của mình, mà người phải đưa ra quyết định ấy, chẳng qua chỉ là một thiếu niên mà thôi. Lựa chọn trước mắt của cậu nhóc chính là trung hòa nó. Một bên tiếp tục ở câu lạc bộ làm thích khách, một bên lại lén lút luyện trận quỷ xem mình có thực lực thật sự hay không. Làm nhân vật nền quá lâu, khiến cậu nhóc thiếu tự tin trầm trọng, từ đấu pháp cẩn thận và dè dặt của cậu ta là có thể nhìn ra, nên hôm trước Diệp Tu mới nhắc cậu can đảm lên nào. Giờ có thể đi tới bước này, đã xem như không dễ rồi. Thấy tiền bối đại thần chỉ đơn giản ồ một tiếng, Kiều Nhất Phàm vô cùng thấp thỏm, không biết đại thần có ý gì, chợt một tin nhắn lại gửi đến. Nếu là trận quỷ, cậu có lẽ cũng biết chút ít nhỉ. Chức nghiệp này thành hình tương đối trễ, chỉ ít phải lên cấp 40 thì đặc điểm của trận quỷ mới thể hiện ra, những bài luyện tập chân chính của trận quỷ cũng từ đó mới có thể chính thức bắt đầu. Vâng, em biết, Kiều Nhất Phàm trả lời, dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, không thể nào mù tịt về các chức nghiệp khác. Chức nghiệp nào đặc điểm nào, có kỹ năng nào, kỹ năng đó có tác dụng gì, với tuyển thủ chức nghiệp đó đều là những bài học kiến thức cơ bản. Cho nên giai đoạn đầu trận quỷ cũng không có phương thức chiến đấu gì để luyện tập, anh đề nghị em nên tìm ai đó cầy thay ớt, tự mình trao dồi thêm về mặt lý thuyết. Dạng như video trận đấu của chiến đội hư không, em có thể tìm xem thử, chăm chỉ học hỏi nó. Diệp Tu gửi tin nhắn, chiến đội hư không, Kiều Nhất Phàm đương nhiên biết chiến đội này, tuy không phải cấp bậc quyền thế gì, nhưng cũng là khách quen của vòng đấu quý sau. Đội trưởng Lý Hiên thuộc chiến đội hư không, Sử dụng nhân vật Phùng Sơn Quỷ Khấp chính là một quỷ kiếm sĩ, được xưng là trận quỷ đứng đầu vinh quang. Chiến đội hư không là đội duy nhất trong liên minh lấy trận quỷ làm nòng cốt, xem như khá đặc biệt. Tuy chiến đội hư không lấy Phùng Sơn Quỷ Khấp của Lý Hiên làm trung tâm, nhưng trước giờ chưa có đội viên nào tự đi phối hợp với quỷ trận của Phùng Sơn Quỷ Khấp. Hãy xem nhiều lần, xem thử cách Lý Hiên lý giải chiến cuộc, lợi dụng quỷ trận để tạo cơ hội thắng cho đội ngũ như thế nào." Diệp Tu nói, "Vâng, em hiểu rồi." tài khoản giao cho người khác luyện thay đi, sau khi cấp bậc đuổi kịp bọn anh rồi, có thể tới đây vào đoàn đội tìm cảm giác. Diệp Tu nói, cám 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 ơn tiền bối kiều nhất phàm mừng rỡ. Khi Diệp Tu bảo cậu tự nhìn video học hỏi cậu có vài phần mất mát. Nhưng bây giờ biết mình rốt cuộc vẫn có cơ hội lĩnh giáo đại thần ở cự ly gần, nhất thời hưng phấn không yên. Kiều Nhất Phàm lúc này nghe theo đề nghị của Diệp Tu, bắt đầu thu thập các video làm tư liệu học tập, tài khoản thì tìm người luyện thay đặt một đơn hàng giúp tăng cấp với tốc độ nhanh nhất, sau đấy chờ đợi cấp bậc đuổi kịp quân Mạc Tiếu. Lúc Kiều Nhất Phàm gửi tin xong lo cao, Diệp Tu bên này còn đang nói chuyện với người khác. Hắn đang nói chuyện với bọn Điền Thất, lúc này bọn họ cũng mới làm một quyết định gian nan tức thì. Sau khi hiểu rõ thực lực của cao thủ đại ca ở thôn Tân Thủ, bọn Điền Thất tới giờ vẫn cho rằng công hội tồi tàn của mình tuyệt không có tư cách mời đại thần như cao thủ đại ca đến tỏa chấn. Nhưng tiếc rằng người trong công hội lại không hề nghĩ vậy. Nhiều lần trông thấy bọn Điền Thất và quân Mạc Tiếu sóng vai phá kỷ lục lên TV, tự tưởng bởi bọn họ có quan hệ thật mật, bèn ẩm ý đòi bọn Điền Thất đi dụ người. Bọn Điền thấy lấy cớ từ chối, nhưng người trong công hội bọn họ cũng cực dai rằng, đặc biệt là hội trưởng đại nhân, vô cùng bất mãn với việc bọn họ luôn khước từ. Kẻ khác thì không tính, đám người chơi lấy hội trưởng dẫn đầu đó đều là bạn bè lâu năm từ khu cũ chuyển qua của họ. Bây giờ bọn Điền Thất nhiều lần nở mày nở mặt nhờ cao thủ đại ca, đám bạn cũ thì vẫn y như hồi đầu, Bị những công hội lớn dẫm nát giấy ruộng dưới chân, nói ra bọn Điền Thất cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng mời cao thủ đại ca gia nhập công hội của họ. Chuyện này vừa nghĩ tới đã thấy buồn cười. Đám Điền Thất thật sự không mở miệng nổi, nhưng cũng thật sự chịu không nổi bạn bè ở công hội ngày ngày nhắc tuồng. Cuối cùng, bọn họ gian nan quyết định tiến cử người bạn hội trưởng của họ cho cao thủ đại ca, để tự hắn ta đi đàm đạo với cao thủ đại ca. Lúc này Điền Thất đang nói chuyện này với Diệp Tu, ngỏ lời dẫn bạn trong công hội tới chơi cùng Diệp Tu không có ý kiến gì, ở khu luyện cấp, Diệp Tu gặp được người bạn hội trưởng của bọn Điền Thất. Xin chào, Phong Hoa, hội trưởng công hội Nguyệt Luân. Bạn bè của bọn Điền Thất, hội trưởng Phong Hoa công hội Nguyệt Luân ở khu 10 tự tin giới thiệu. Đám Điền Thất núp phía xa xa giàn rụa nước mắt, hội trưởng công hội Nguyệt Luân. Tên tuổi vang dội lắm hả? Có thể bọn Điền Thất cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sau khi quen biết cao thủ đại ca, nhãn giới đã được nâng tầm rất cao, ba công hội lớn trong mắt họ đều là mây bay còn đám hội trưởng công hội vừa và nhỏ đều như đám mây bay không nổi. Chờ mắt nhìn phong hoa vô cùng tự hào giới thiệu thân phận mình, làm chuyện người khác cảm thấy vô cùng mất mặt mà tự mình lại cho rằng rất có mặt mũi, kết quả cuối cùng tất nhiên là càng mất mặt. Ô, xin chào xin chào, mấy người đều là bạn nhỉ. Diệp Thu tùy ý bắt chuyện, bây giờ còn chưa tới dạng sáng, không chỉ Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên ở đây, Mộ Vân Thâm và Thiên Sinh Ly cũng có mặt. Hai người này thuộc loại người bình thường, mỗi ngày chỉ chơi chút sau bữa tối, khoảng cách cấp bậc dần dần cách xa, cũng không còn cơ hội hạ phó bản với cao thủ đại ca, trông khá cô đơn. Đúng thế, chúng tôi đã quen biết nhau từ rất sớm, nhớ ngày đó ở thần chi lĩnh vực. Phong hoa bla 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 kể về lịch sử rực rỡ hồi xưa của họ. Sau khi tạo hình tượng to lớn về công hội Nguyệt Luân trước mặt Diệp Tu, đồng chí Phong Hoa bèn chuyển đề tài, lại nói tiếp, người anh em lợi hại như vậy, tại sao không vào một công hội đi? À, công hội sao? Không có ý định vào. Diệp Tu nói có phải là không tìm được nơi thích hợp không đừng ngại tới công hội nguyệt luân của bọn tôi công hội nguyệt luân của bọn tôi ở vinh quang cũng có nhiều năm lịch sử là một trong các công hội lâu đời tuy không thể so với một vài công hội khác nhưng ông anh biết đấy các công hội lớn đều có câu lạc bộ chuyên nghiệp đứng sau làm hậu đài công hội do đám người tầm thường như bọn tôi sao có thể đạt tới được tầm cao như thế nhưng bỏ đi mấy thứ gọi là chuyên nghiệp ra công hội nguyệt luân chúng ta cũng khá là nổi trội phong hoa nói nó nói rồi nó đang lôi kéo cao thủ đại ca thật. Biên thất lệ rơi đầy mặt trao đổi với đồng bọn, tao sai rồi, lẽ ra dạng sáng tao nên rủ nó đi phó bản chung để nó chứng kiến được sự lợi hại của cao thủ đại ca, nó mới sẽ không biết trời cao đất dày như vậy. Nè, mày chắc không, mộ vân thâm nói, theo tao được biết, đặc điểm lớn nhất của phong hoa chính là không biết trời cao đất dày. Thiền sinh ly nói, cho nên dù nó chứng kiến được sự lợi hại của cao thủ đại ca, cũng chỉ càng kiên định thêm quyết tâm mượn sức. Đúng vậy, đạo lý ngựa tốt xứng với yên tốt mày tưởng nó hiểu chắc. Thằng đó trưởng thành bằng chuyện nhi đồng, nhãi danh nghèo theo đuổi công chúa xinh đẹp gì đó, với nó chỉ là chuyện vặt thôi. Tao biết, tao biết nên mới từ chối hoài đó chứ, nhưng cái đám trong công hội quả thật rất phiền. Chịu thôi, hy vọng cao thủ đại ca bỏ qua. Điền thất nói, chương 148, bốn món của bộ xích nguyệt. Đám điền thất cũng không dễ dàng gì, tình huống này, giống như bạn quen được một cô gái xinh đẹp, kết quả lại bị thằng bạn dê sồm đáng khinh quấn quyết đòi giới thiệu. Ngăn không được, khuyên cũng không xong, đành phải hỏi ý kiến gái đẹp nọ mới dẫn thằng bạn sang. Mà người đến liền buông tay mặc kệ đương nhiên không tốt rồi, nhưng chuyện đám điền thất lo lắng không phải chuyện này. Gái đẹp trước mắt họ chắc chắn không bị tên dê sồm ăn hiếp, họ chỉ lo gái đẹp đánh chết dê sồm xong lại xử luôn cả mình. Dù sao đây thực ra cũng không phải gái đẹp gì, mà là cao thủ đại ca chỉ mới cấp 30 đã nắm chùm khu mới lặng lẽ nghe phong hoa ở kia lừa đảo đám điền thất vừa tức giận vừa buồn cười trong mắt họ chút thủ đoạn của phong hoa chỉ cỡ tầm dụ trẻ đi xem cá vàng thôi lấy nó lừa cao thủ đại ca như dùng dao giết gà đi mổ trâu vậy có buồn cười không chứ ghê hơn nữa là tên kia còn mặt mày hớn hở chẳng hề cảm thấy chính mình nhìn ngu cỡ nào đám điền thất hận không thể bò đến đầu dây mạng bên kia nhìn thử xem dáng vẻ trước màn hình của cao thủ đại ca bấy giờ ra sao hẳn không phải muốn đập nát máy tính luôn đâu nhỉ Phong hoa chém từ đời sống con dân và kinh tế trong game cho đến phúc lợi của từng công hội lớn, mỗi việc nhỏ nhặt như vào công hội trong game cũng bị hắn ta chém thành chuyện hết sức quan trọng như đổi nghề. Nói không ngất hồi lâu, sau cùng Diệp Tu chỉ bình tĩnh trả lời một câu, tìm tui phá bản phải trả phí. Cao thủ đại ca vạn tuế, đám điền thất dường như muốn quăng luôn tai nghe hô to một tiếng. Họ phát hiện mình không nên lo âu thay cao thủ đại ca. Chút kỹ xảo cỡ lão cá vàng ấy có là gì, ở trước mặt cao thủ đại cả trả đỡ nổi một đòn. Hả, thu phí thôi mà, này dễ bàn, bao nhiêu tiền? Phong Hoa nói, không cần tiền bạc, muốn vật liệu, những vật liệu hiếm hoặc những thứ tôi cần. Diệp Tu cười nói, ô, thế à, vậy ông muốn gì? Phong Hoa hỏi, còn phải xem ông muốn phá phó bản nào nữa? Diệp Tu nói, vùng đất lưu lạc, Phong Hoa bảo, cấp bậc hắn ta đang 30, cũng được xem là cấp bậc dẫn đầu trong đám người chơi. Đương nhiên không thể so với đội tinh anh gầy suốt 24 tiếng của những công hội lớn, nói chung người thường không có điều kiện để làm thế. Vùng đất lưu lạc à, Diệp Tu hơi chút do so dự, trên thực tế, hắn đã kiếm xong những món mình cần trong phó bản khi đấu luyện cùng chiến đội Vi Thảo, không thấy ô thiên cơ đã tăng lên cấp 25 sao? Mà giai đoạn tiếp theo lại cần vật liệu và trang bị từ cấp 30 đến 40. Người chơi của công hội Nguyệt Luân có tăng cấp mau đến đâu, cũng thuộc dạng theo đuôi như Diệp Tu hôm nay vừa mới lên cấp 30. Những món của cấp 30 và 40, bọn họ chắc chắn giao không được bao nhiêu. Ây, bốn món của bộ xích nguyệt, thế nào? Diệp Tu ngẫm nghĩ xong, đưa ra một đáp án. Món này, hẳn không thành vấn đề. Phong hoa bên đây cũng do dự xem xét. Hiển nhiên với những loại công hội do người chơi lập giải trí như họ, hội trưởng không hề đủ quyền lực để tự mình đưa ra quyết định như ba công hội lớn. Đa số hội trưởng cũng không có khí áp của kẻ lãnh đạo, ngược lại giống hệt một tên đầy tớ nhân dân, hầu hạ từ trên đến dưới hội, nỗ lực rất lớn nhưng không được khen ngợi. Có điều tại khu mới như vậy, đối mặt phần lớn ma mới, trong mắt đám ma mới ngờ nghịch thì lũ chim già vẫn có chút uy tín. Chẳng qua chỉ chút uy tín ấy, không đủ để bất kỳ ai nhường đồ trong tay mình cho cộng đồng xài chung. Bộ xích nguyệt, bộ đồ dành riêng cho pháp sư chiến đấu. Trên phương diện trang phục, nhân vật của Vinh Quang chia thành 6 bộ phận gồm đầu, vai, áo, thắt lưng, quần và giày. Bộ xích nguyệt này chính là một bộ trang bị bình thường nhất, thường có 6 món, cứ hai món thì có thể kích hoạt một dòng thuộc tính của bộ trang bị nhảy. Riêng áo choàng hấp huyết mà quân mạc tiếu đang khoác rồi nhấn, phòng cổ hay huy chương, thuộc loại trang bị trang sức. Theo thiết lập của Vinh Quang, thường thì trang bị để mặc sẽ tăng phòng ngự vật lý, còn trang bị trang sức sẽ gia tăng phòng ngự pháp thuật. Thế nhưng trang bị trang sức không có đủ loại cấp bậc phòng ngự vải, da, xích, nặng và nhẹ như như trang bị để mặc, các chức nghiệp chỉ cần tìm loại giáp mình thạo mặc là được. Còn trang sức phải cần tự người chơi dựa theo nhu cầu của mình mà lựa chọn cách phối hợp. Với những người chơi cấp 30, chưa phải thời điểm cần những trang sức này lắm, nhưng toàn thân mặc bộ trang bị chức nghiệp thì có thể nâng cao năng lực của mình không ít. Theo thói quen hiện nay của người chơi Vinh Quang, cấp 30 sẽ bắt đầu theo đuổi trang phục chức nghiệp, tiếp đấy nếu có điều kiện thì tăng 5 cấp lại đổi, không có điều kiện thì 10 cấp mới đổi, còn hoàn toàn không theo đuổi, đấy không phải không biết chơi, mà là trực tiếp được kéo thẳng. Diệp Tu là tán nhân Bộ trang bị chó giá trị khá hữu hạn với hắn, bởi vì thuộc tính ẩn của bộ trang bị thường là tăng kỹ năng mỗi chức nghiệp, còn thường là những kỹ năng trên cấp 20, những kỹ năng ấy Quân Mạc Tiếu không có, mặc cũng như không mặc. Lúc này muốn bộ xích nguyệt của pháp sư chiến đấu đương nhiên là vì muốn giúp Đường Nhu kiếm điểm. Cô bé cũng là chủ lực trung kiên của đội phá bản, nhưng nhìn trang bị cả người bây giờ lại vô cùng thê thảm. Tuy đội phá bản của bọn Diệp Tu thường được xem như đoàn người có quan hệ mật thiết, mọi người sẽ không cướp đoạt trang bị nhưng cũng không có ưu thế về số lượng tài nguyên phân phối lớn sẵn có trong tổ chức mọi công hội. Chỉ dựa vào sự nỗ lực phá bản từng ngày, muốn cả người mặc đủ bộ trang bị lý tưởng thì khá khó. Hiện giờ đã cấp 30, nếu không theo đuổi trang phục chức nghiệp, so với đám người chơi tinh anh của công hội tựa như bên mạnh bên yếu, với sự nghiệp phá bản cũng có phần bất lợi. Loại tranh lệch về số liệu này, kém chính là kém, có kỹ thuật cũng không thể bù đắp. Trong phó bản cấp thấp, sự phát huy kỹ thuật vốn có một giới hạn, huống chi tên nhóc lưu hảo kia không thể không phòng, ai biết lúc nào sẽ nhảy ra quấy rối. bốn món của bộ xích nguyệt có vấn đề ư? diệp tu hỏi. ách, đừng vội a. À. phong hoa hiển nhiên không quyền thế như hội trưởng ba công hội lớn kia, vật liệu để phân phối trong tay khá hữu hạn, hơn nữa trang bị như vậy chắc chắn đã bị người lắc điểm lấy mất trong phó bản rồi. Sao cho công hội, trong công hội của họ không tồn tại chuyện này. đám điền thất lúc này rất kinh ngạc, bọn họ không để ý việc hội trưởng bận bịu góm góp trang bị chỉ khó tin hỏi, cao thủ đại ca, ông giúp công hội tụi tôi lập kỷ lục ư. Thu phí mà, lập ở đâu cũng vậy thôi. Diệp Tu nói, bốn món trong bộ xích nguyệt, đám điền thất là người chơi lâu năm, biết đánh giá giá trị. Bọn họ cũng từng hóng hớt xem Diệp Tu muốn gì khi giúp ba công hội lớn lập kỷ lục, ngay cả đồ cam cũng hết giá cả rồi. So ra, bốn món trong bộ xích nguyệt này quá nhỏ bé. Bộ xích nguyệt này cùng lắm chỉ là đồ lam mà thôi. Ha ha, tôi mà muốn đồ cam, công hội mấy ông cũng không thể có đâu nhỉ. Diệp Tu nói, không có, Điền Thất nói, nên đành xuống giá chút. Diệp Tu nói, thế muốn bốn món làm gì, sao không lấy cả bộ luôn. Điền Thất hỏi, hình như đó là công hội của mấy ông Diệp Tu nói. Cao thủ đại ca không cần nể mặt bọn tôi đâu, thật đó Điền Thất cực kỳ thành khẩn. Làm gì có Diệp Tu cười nói, kỷ lục đổi được từ bốn món của bộ xích nguyệt cũng không cao lắm đâu. Vô sĩ A Nguyệt Trung Nguyên gieo lên, là lẽ phải thôi. Diệp Tu nói, mấy ông có cho luôn 6 món, thành tích cũng nâng không cao nổi. Vì sao? Điền Thất hỏi, ông xem, vũ khí trong tay của Hàn Yên Nhu chỉ mới 25, không chỉ em ấy, bánh bao cũng thế. Không có bộ trang bị chức nghiệp và vũ khí tím cấp 30, kỷ lục phó bản tạm thời sẽ không đạt cực hạn Diệp Tu nói. Nói thế thì, kỷ lục đánh ra hiện tại đến lúc đấy vẫn bị người phá. Điền Thất hỏi, với người chơi bình thường, kỷ lục hiện tại đã là cực hạn. Chúng ta phá cái này có lẽ sẽ không ai bắt kịp nữa đâu. Diệp Tu nói, thế nên, trừ phi có đứa rừng mỡ nào. Diệp Tu nói, ai vậy, đám điền thất càng nghe càng khó hiểu. Cao thủ Diệp Tu làm cả đám tiếp tục khó hiểu cao thủ. Cao thủ phá phó bản sao lại gọi thành rừng mỡ. Tên phong hoa kia khuyên can mãi trong công hội, xin cái này khuyên cái nọ, chém hết tiền đồ đến lý tưởng rồi cả tầm quan trọng của việc phát triển công hội, rốt cuộc thực sự có bốn món xích nguyệt bị hắn ta gạt được. Đương nhiên, bốn món này thuộc bốn người chơi khác nhau, mà vốn bốn người này cũng không có đủ bộ, mất một món cũng không quá đau lòng. Tôi đi lấy trang bị, 12 giờ tụi mình gặp nhau hén phong hoa dứt lời, người đã chạy trước. Nghe ý của nó thì nó chuẩn bị đi theo nhỉ, điên thất nói, chuẩn rồi, mộ vân thâm gật gật đầu, sao thì nó cũng là hội trưởng, cho nó đi đi thiển sinh ly nói. Có mấy chỗ trống, Nguyệt Trung Nguyên hỏi, nếu như bình thường thì có một chỗ nhỉ. Điền thất nói xong đành hỏi Diệp Tu, cao thủ đại ca, Đội ngũ còn mấy chỗ trông a? Một chỗ á. Công hội mấy ông ai đến? Diệp Tu hỏi. Hẳn là hội trưởng của tụi tôi. Biên Thất nói. À, được mà. Diệp Tu gật đầu. Còn điều nào không thể ư? Thiền Sinh Ly hỏi. Diệp Tu liếc nhìn chức nghiệp của cậu ta, không phải nghề DPS thì không tiện lắm. Thiền Sinh Ly rơi lệ. Cậu ta là kỵ sĩ, nghề MT, đương nhiên không thuộc DPS, nghĩa là danh sách trong đội lập kỷ lục phó bản lên TV của cao thủ đại ca mãi mãi không xuất hiện tên mình nén bi thương nén bi thương, mọi người nhao nhao an ủi, phong hoa đi một chuyến rốt cục mang bộ xích nguyệt trở về. Lúc này mộ vân thâm và thiền sinh ly tạm biệt ao trước. Cuộc sống của cả hai có vẻ khá bận rộn, mỗi ngày chơi game không quá nhiều, số lần phó bản mỗi ngày cũng không xài hết. Bánh bao bánh bao Diệp Tu bắt đầu gọi người, bánh bao đây, phó bản tối nay, phá kỷ lục, Diệp Tu nói, lên TV à, tôi thích, đến đây bánh bao xâm lấn rất thích trò vận động này. Gần dạng sáng không giờ, không cần Diệp Tu kêu hô, Tô Mộc Tranh cũng đúng giờ lên mạng. Cùng lúc đấy, còn có mỗi hội trưởng của những công hội, mà sông pha hàng đầu chính là hai vị khách quen cũ Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm, tin nhắn gửi sang nhanh như thường, hình như tối nay ông anh có thể đánh bản vùng đất lưu lạc rồi. Đánh thuê dài hạn bắt đầu từ đêm nay được không? Ông anh 30 rồi, đã xem xét vấn đề đánh thuê dài hạn chưa? Tin nhắn gửi đến cũng không chỉ hai người nọ, mấy ngày nay có rất nhiều người thuộc các công hội lớn đến dây dưa với Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu cấp bao nhiêu mỗi ngày có mấy lần đánh phó bản, bọn họ còn nắm rõ hơn cả Diệp Tu. Hiện tại, Quân Mạc Tiếu cấp 30, số lần phó bản đã đổi mới, mọi người đều đoán rằng đêm nay chính là đêm mà kỷ lục mới của vùng đất lưu lạc được sinh ra. Kỷ lục này hoa rơi nhà ai, nhà nhà tranh thủ, nhưng tranh thủ một lần không đủ, điều mà mỗi công hội lớn cần bây giờ là có một đội đánh thuê ổn định như vậy, chứ không phải một đội hôm nay mang danh nghĩa của công hội nhà mình, ngày mai cũng cái tên ấy, lại mang danh nghĩa của một công hội khác đây quá khó coi. Một đống tin nhắn, Diệp Tu lại không hề gấp gáp, chỉ chậm rãi trả lời từng cái một, đêm nay giúp công hội Nguyệt Luân phá kỷ lục. Sao lão cá vàng, bắt nguồn từ một vụ án xảy ra ở Hong Kong trước đây, một người đàn ông trung niên dụ các bé gái lên sân thượng xem cá và ngồi xâm phạm tình dục. Sao mọi người dùng để gọi những người đàn ông bị bệnh luyến đồng yêu thích trẻ em thậm chí còn ám chỉ những người đàn ông bắt chuyện với nữ sinh trẻ tuổi với mục đích lừa gạt, nhất là những người đàn ông già, Chương 149, buổi đấu giá lớn. Công hội Nguyệt Luân, nghe tên công hội có đến một nửa số hội trưởng của các công hội lớn đều mờ mịt. Đối với bọn họ, các công hội nghe tên nhiều đến thuộc đều có câu lạc bộ đứng sau, chỉ có công hội như thế mới lọt vào tầm đối thủ cạnh tranh trong mắt họ. Công hội Nguyệt Luân, người nghe qua thì có, nhưng chắc chắn đây là một công hội không có kẻ chống lưng, chỉ do người chơi bình thường thành lập nên, phát triển thuộc dạng tầm tầm. Một công hội như vậy, thế mà trong vòng vây của bao nhiêu công hội lớn nẫng quân mạc tiếu đi mất các hội trưởng đều mất bình tĩnh hỏi thăm công hội nguyệt luân này muốn dở trò mèo gì đương nhiên chỉ đơn giản là hỏi thăm công hội cỡ nguyệt luân đương nhiên không được các công hội lớn cài nằm vùng chơi trò vô gian đạo rồi lúc này không có tin tình báo nào chỉ có thể tìm người quen trong các công hội khác gián tiếp hỏi thăm thôi thế mà vẫn hỏi được thật dù sao công hội nguyệt luân cũng không giống họ phong hoa muốn đi làm bộ xích nguyệt nên giống trên kênh bang hội phát động kêu gọi lực lượng quần chúng, khuyên khích bốn chiến đấu pháp sư mỗi người hy sinh một món trang bị xích nguyệt. Toàn bộ công hội đều biết chuyện, lại chẳng thấy có gì cần che giấu, đương nhiên khi vừa nghe bằng hữu hỏi thăm đã lập tức nói ra ngoài. Rất nhanh, bốn món trong bộ xích nguyệt, tất cả hội trưởng của các công hội lớn nghe được cái giá này, đều phun máu xối xả. Bốn món trong bộ xích nguyệt, thế này mà tính là thu phí hả, đối với công hội bọn họ chả khác gì tặng không. Thứ rất nhiều nhất ở phó bản cấp 30 chính là bộ trang bị lầm, bốn món của bộ xích nguyệt ấy há mồm cũng lấy được. Người chơi trong công hội bọn họ lại rất chuyên tâm, gom người có đủ cả bộ trang bị chức nghiệp cũng được vài đội. Hơn nữa chế độ của công hội bọn họ khá hoàn thiện, cần trang bị xích nguyệt, công hội tự nhiên sẽ đổi vật bù lại. Cho nên chỉ cần nói mấy câu là có thể đào ra bốn món, không giống phong hoa văn ông lại bà, gà trên lửa dưới mới làm ra được bốn món này. Tóm lại, đây thật sự là điều kiện quá dễ dàng đối với các công hội lớn, sao lại để công hội Nguyệt Luân chiếm lợi rồi. Các hội trưởng không thể bình tĩnh nổi, rất nhiều người đưa ra điều kiện hấp dẫn với quân Mạc Tiếu. Người anh em, một bộ xích nguyệt, thế nào? Một bộ xích nguyệt, cộng thêm vũ khí tím trường mâu ngân quang cấp 30. Hai bộ xích nguyệt, ông mặc một bộ, một bộ làm gì thì làm. Đủ loại điều kiện liên tục, hậu đãi hơn hẳn bốn món xích nguyệt kia. Diệp Tu cũng không ngại phiền, kiên nhẫn hồi âm từng người. Ấy vậy mà trong số đó lại không có Lam Hà và dạ độ hàn đàm chạy lại kêu gào. Hai người này không phải chỉ qua lại một hai lần với Diệp Tu, coi như cũng hiểu nhau kha khá. Bốn món của bộ xích nguyệt, đây căn bản không phải tiền công giúp đánh phó bản của tên này. Quân mạc tiếu ra giá có một đặc điểm, vừa khiến người ta có chút đau lòng nhưng vẫn cảm thấy đáng giá. Điều đó chứng tỏ há là một tay già đời, có sự hiểu biết rất nhiều với trò chơi, đánh giá giá trị cực chuẩn xác. Dựa vào tác phong của hắn, nếu lúc này cần bộ trang bị chức nghiệp, bốn món tương đương với bốn bộ trang. Nghĩa là sao, có ý đồ gì, Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm mờ mịt thầm đoán, mà các công hội lớn tuy rằng hành động khá nhất trí, nhưng lại chả biết gì về nhau. Dẫu tất cả đã quen thói cài nằm vùng do thám nhau, nhưng lúc này khu mới vừa lập, những kẻ nòng cốt trong hội đều là những kẻ lão làng chuyển từ khu cũ đến, còn ớt nhỏ mới gia nhập, có làm gì lúc này cũng không chiếm được sự tín nhiệm cao, các hội trưởng đều biết đề phòng vấn đề này cả rồi. Có điều, trong đó vẫn có các gián điệp thâm niên trà trộn vào. Loại gián điệp này không phải ớt nhỏ chui vào báo danh gia nhập ở khu mới, đó là nằm vùng đến từ khu cũ, lần này báo danh đến vùng mới khai hoang thì được chọn chúng. Những tên thế này, đến khu mới đã thành tinh anh trong công hội, có làm rộn lên thì cũng khá dữ. Lúc này muốn nghe được động tính của mỗi công hội, chỉ có thể dựa vào những kẻ nằm vùng thâm niên đó, nhưng cũng không có nhiều kẻ thế này lắm. Người mà phía Lam Hà có thể liên hệ được, cũng chỉ có một người đang trà trộn trong Công hội Luân hồi thôi. Công hội Luân hồi là công hội trong game online của câu lạc bộ Luân hồi. Chiến đội Luân hồi mới nổi lên mấy năm gần đây, cao thủ át chủ bài của đội là Chu Trạch Khải người nổi nhất trong vinh quang hiện nay. Không ít chuyên gia, fan đều xem trọng tương lai của chiến đội Luân hồi. Một đối thủ mạnh mẽ như thế, tự nhiên trong liên minh hay trò chơi đều được chú ý đặc biệt. Luân hồi ra giá 4 bộ xích nguyệt nằm vùng thâm Niên Cun cung cấp tin cho Lam Hà. Dựa vào phương thức báo giá của hắn trước giờ, đây đã là cao nhất rồi. Lam Hà nói, đúng vậy, nhưng lúc này, hắn từ chối. Thâm Niên Cun trả lời, vì sao, Lam Hà hỏi, đã đáp ứng với công hội Nguyệt Luân. Thâm Niên Cun nói, rõ ràng đã biết chúng ta sẽ mời hắn đến phá bản khi lên 30, sao lại vì bốn món trong bộ xích Nguyệt mà đáp ứng trước với công hội Nguyệt Luân chứ? Lam Hà nói, chú cảm thấy được hắn có ý đồ khác, khẳng định chắc luôn Lam Hà nói nghe nói Yên Vũ Lâu cùng với Bách Hoa Cốc cũng ra cái giá tương tự vậy. Sao chú biết, hiện tại không dễ hỏi thăm việc ra giá, Lam Hà cũng chỉ thông qua đồng chí nằm vùng mới biết động tĩnh của công hội Luân Hồi thôi. Hội trưởng của tụi tôi sang hỏi, Lam Hà thoải mái, các công hội lớn tuy cạnh tranh nhau, nhưng vẫn quen biết nhau. Thời điểm khó nắm bắt này, có khi cũng sẽ hóa thủ thành bạn cho nhau trao đổi chút tin tức. Tỷ như Sa Tiền Tử thường xuyên qua lại với cậu, nhưng chiến đội Vi Thảo và chiến đội Lam Vũ tuyệt đối là một đôi tử địch, đương nhiên công hội trong trò chơi nhìn nhau cũng không vừa mắt hội trưởng của tuổi tui chuẩn bị nâng giá nằm vùng thâm niên cun đột nhiên tiếp sóng tin tình báo mới hả bao nhiêu nam bộ trang bị chức nghiệp lam hà giật mình bất chợt sáng tỏ chẳng lẽ là vì lý do này cố ý hạ thấp giá trị của mình một lần lạt mềm buộc chặt lấy lui làm tiến chọc cho các công hội tranh nhau mua lập tức cũng nâng cao giá trị bản thân hơn loại giá trị này lên rồi là không dễ xuống đâu trừ khi hắn không làm được nhiệm vụ mà chủ thuê giao. Hiện tại Luân Hồi định nâng giá, cùng trao đổi thông tin với họ còn có Yên Vũ Lâu và Bách Hoa Cốc, có thể cũng sẽ giống vậy. Nhưng tên hội trưởng này cũng không phải kẻ nằm vùng bên công hội đối địch, các tin tức trao đổi được đều nửa thật nửa giả, Lam Hà muốn dựa vào đó để phán đoán quả thực không được chính xác lắm. Cậu ta chỉ biết, năm bộ chức nghiệp này đã vượt qua mức giá mà mình đã định cho quân mặc Tiếu. Chiêu này quá đỉnh, Lam Hà cảm khái, nếu đã hiểu ý đồ của quân mặc Tiếu, Lam Hà cảm thấy mình có thể bàn bạc với quân Mạc Tiếu được rồi, đang chuẩn bị đi nhắn, bỗng nhiên nằm vùng thâm Niên Cun lại báo tin, địch, lại cự tuyệt. Còn cự tuyệt, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Vì lý do gì chứ? Hắn còn yêu cầu gì nữa? Lam Hà cũng kinh ngạc, nằm bộ chức nghiệp, thế này đã là cắn răng chích máu lắm rồi, tên này còn không thỏa mãn, thật sự muốn chọc điên các công hội sao? Không yêu cầu gì cả, hắn vẫn nói, đã đáp ứng công hội Nguyệt Luân, sao lại thế hả? rồi mấy chú định thế nào? Lam Hà hỏi, không biết, hội trưởng đang chửi thề kia. Lúc này, hội trưởng khu 10 của công hội luân hồi cô ẩm đương nhiên không thể bình tĩnh nổi. Bốn bộ chức nghiệp, gã cảm thấy đây là một cái giá khá hợp lý, hai bên nên kết sổ được rồi. Nhưng quân mạc tiếu từ chối cũng quá nhanh, tin vừa nhắn sang chưa tới một giây đã được đáp lại. Cô ẩm quả thực phải hoài nghi người nay đang cài tự động trả lời, bằng không làm gì mà nhanh thế. Tùy tiện thử hai câu, có vẻ quả thực không phải tự động trả lời, người này không quan tâm đến cái giá này thật. Cô ẩm không phải đầu đất, hơn nữa thân ở giữa thế cờ, sau khi giá đưa ra bị cự tuyệt, gã đã đưa ra kết luận quân Mạc Tiếu muốn ăn dày một phen trước cả Lam Hà. Tên này chắc chắn đã nhắm trúng thời điểm mà tất cả các công hội đều bở hơi tai tranh mua hắn như này. Cô ẩm tạm thời bình tĩnh lại, chạy tới liên hệ các hội trưởng của các đại công hội khác. Ai nấy lòng đầy căm phẫn, mắng mỏ quân Mạc Tiếu rượu mời không uống, cả đám cứ như gặp phải kẻ thù giết cha mình. Cô ẩm đương nhiên sẽ không bị những lời trên lừa gạt. Đám kia ra vẻ thống hận quân mặc Tiếu, đơn giản là để dụ đám còn lại, khiến người ta nghĩ họ sẽ không ra giá nữa. Cô ẩm tin rằng, đám hội trưởng kia đều giống gã, chắc đã quyết tâm nâng giá chuẩn bị mời gọi lần nữa. Bởi lẽ đó nên mới làm bộ làm tịch, hy vọng đối thủ cạnh tranh lơ là. Hừ, anh mày éo chơi nữa sau cùng cô ẩm ném ra câu như thế, cũng nhằm mục đích đánh lừa, tiếp đấy lại vung tay ra giá, quất luôn năm bộ trang bị chức nghiệp. Biên độ tăng lên tương đối lớn, cô ẩm nhìn thấy các hội trưởng đều không có ý từ bỏ, vì thế quyết định xài sang chút. Gã cảm thấy cái giá bản thân đưa ra có lẽ sẽ không hợp ý quân mạc tiếu, nhưng ít ra cũng khiến cho đối phương cảm nhận được thành ý của mình, có thể còn thật sự đến bàn bạc. Ai ngờ vẫn là tin hồi âm chưa quá một giây như trước. Lần này cô ẩm không giả vờ mất bình tĩnh nữa, mà là thực sự mất bình tĩnh. Trả giá như thế mà còn cự tuyệt, thằng này muốn gì, trao luôn công hội cho hắn hả? Cô ẩm khó chịu, cực kỳ khó chịu, vài lần ra giá bị cự tuyệt, khiến gã hơi mất lý trí, lúc này gã đã chẳng còn suy nghĩ cướp quân Mạc Tiếu về phục vụ công hội nữa, gã chỉ muốn cùng quân Mạc Tiếu phân cao thấp, xem tâm người này rốt cuộc thâm đến nhường nào. Vì thế, cô ẩm lại PM một tin nhắn qua, tám bộ chức nghiệp, thế nào, lần này ông anh nên vừa lòng rồi nhỉ? Đưa ra giá này, cô ẩm không có thương lượng cùng bất cứ ai, giận dỗi mới nhắn tin đó qua. Thằng lòi mi không phải bụng dạ đen tối sao? Được, tao dùng hẳn cái giá không thể tưởng được này quất thẳng vào mặt mi, cho mi trợn mắt há mồm, cho mi hết biết nói gì luôn. Cô ẩm đang theo đuổi khoái cảm thắng lợi của bản thân. Kết quả, một giây cũng chưa đến, tin nhắn lóe lên, vẫn kiên quyết như thế, như chưa từng suy xét, cô ẩm gần như không dám mở ra nhìn, trong lòng gã chợt có dự cảm xấu, nhưng xem thì vẫn phải xem thôi. Đáp ứng với công hội Nguyệt Luân rồi, địch vẫn là câu này, lần nào cực tuyệt cũng dùng mỗi câu này. Cô ẩm hiện tại đã rõ, tên này có cải trả lời tự động đâu, hắn xài CTIL cộng C cộng V con mẹ nó rồi. Ông 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 muốn thế nào hả cô ẩm như nghe thấy tâm hồn mình rít gào. Tôi phải vào phó bản rồi, nói chuyện sau, một giây cũng không đến đã hồi âm lại, chương 150, lo lắng thành gà mờ, bị đánh bại không chỉ mình cô ẩm. Đám hội trưởng công hội khác dù chưa hẳn bị kích thích đến quất luôn cái giá trên trời tám bộ trang bị chức nghiệp như gã, nhưng cả cái giá ấy còn bị từ chối trong một giây đám hội trưởng kia còn có thể làm ra chuyện gì giật gân hơn chứ lúc này những vị hội trưởng xếp hàng bị từ chối thực sự không giả bộ nữa chửi cha chửi mẹ kia là hàng thật giá thật họ không giống cô ẩm vẫn đang tức tối với lòng dạ đen tối của quân mạc tiếu mà sau khi cái giá tám bộ chức nghiệp biến thái bị từ chối cô ẩm tỉnh táo lại thì bắt đầu suy nghĩ theo hướng của lam hà lúc đầu quân mạc tiếu này có ý đồ gì khác chăng ê có phải tên này đang âm mưu gì không bấy giờ có hai vị hội trưởng đang giao lưu với nhau, chính là dạ độ Hàn Đàm và Lam Hà. Cả hai vẫn chưa ra tay trong cuộc đấu giá lớn lần này, chỉ yên lặng xem xét. Lam Hà vì nắm bắt được thông tin từ nằm vùng bên công hội luân hồi mà rơi vào mịt mù. Giờ đột nhiên dạ độ Hàn Đàm lại tìm cậu hỏi vấn đề này, Lam Hà lập tức đánh giá bọn mưu đổ bá đạo cũng không phải dạng vừa đâu, sợ cũng có con át chủ bài trà trộn ở công hội nào ấy chứ. So với những hội trưởng khác, hai người quả thực là hai kẻ lý trí và bình tĩnh nhất, cũng có suy nghĩ giống nhau nhất của cuộc đấu giá lần này. thế nên, dạ độ hàn đàm đặc biệt chạy đến họp kín với lam hà. tôi vốn cho rằng hắn định lấy lui làm tiến để nâng giá trị con người, nhưng hiện tại xem ra không giống thế. lam hà nói, tôi cha được đám người tên điền thất nguyệt trung nguyên từng qua lại với hắn vài lần kia thuộc công hội nguyệt luân, hình như quen biết đã lâu. dạ độ hàn đàm nói, chưa chắc, tôi nghe bảo tên nguyệt trung nguyên đã bị quân mạc tiếu cướp quái hồi ở thôn tân thủ gã từng spam mắng quân mạc tiếu ngoài phó bản về sau mới chơi chung với nhau lam hà kể lại chuyện này có chuyện thế à dạ độ hàn đàm chú ý đến quân mạc tiếu trễ hơn lam hà bỏ lỡ mất đoạn quá khứ này ừm có ra sao hiện tại vẫn là bạn đấy thôi có lẽ chỉ là đánh hữu nghị giúp một trận dạ độ hàn đàm nói thế à nếu thật sự đánh hữu nghị lam hà cực kỳ buồn bực ban đầu cậu cũng tính chơi chiêu này cuối cùng lại thất bại Bây giờ lại bị một công hội mà bản thân không thèm nhìn đến như Nguyệt Luân dùng thành công, cảm giác thất bại quá mãnh liệt. Nói thế nào đi nữa, kỷ lục của vùng đất lưu lạc e rằng sắp rơi vào tay công hội Nguyệt Luân rồi. Dạ độ hàn đàm nói, ừm, um, Lam Hà cũng không hề hoài nghi thực lực của quân Mạc Tiếu. Vùng đất lưu lạc, phó bản cấp 28 đến 30, là một tòa thành hoang vắng cố kỹ đặt tại khu luyện cấp vùng đất lưu lạc. Được một đám lưu manh ngang ngược nhất trong vùng đất lưu lạc xem như căn cứ của chúng, vì thế tạo thành một cái phó bản. Phó bản này bắt đầu từ cấp 28, đám Diệp Tu đương nhiên đã đánh qua nhiều lần. Có điều trước mắt có một thành viên mới gia nhập như Phong Hoa, vì để nhân vật thiện xả hòa hợp vào cách đánh của đội ngũ, đấu pháp đương nhiên phải sửa chút. Đổi lại là một đội người chơi bình thường, đột nhiên thay đổi nhân vật có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng có đại thần chuyên nghiệp như Diệp Tu ở đây, tùy tiện vứt đến một tổ hợp đủ loại chức nghiệp, cũng có thể thiết kế trơn chu ngay một đấu pháp thích hợp. Giờ chỉ mới thay đổi một thành viên, có gì khó với hắn chứ? Chuyến phó bản này chỉ thử nghiệm thôi, chúng ta sẽ dựa vào Phong Hoa mà điều chỉnh đấu pháp của mình. Sau khi vào vùng đất lưu lạc, Diệp Tu nói với mọi người: "Ha ha ha yên tâm đi, cái phó bản này tôi chơi không biết bao nhiêu lần rồi, quen lắm." Phong Hoa dũng cảm bảo: "Thế à vậy chúng ta bắt đầu." "Tôi chỉ huy đây." Diệp Tu nói. "Không sao cả cứ nói đi." Phong Hoa nói. "Bánh bao 8 giờ, Hàn Yên Nhu 10 giờ." Yên Mộc đi kéo chỗ rẽ phía trước, phong hoa đến cửa sổ đá bên phải, tôi đánh gì ông đánh theo nấy là được. Đợi đã đợi đã, đây là đấu pháp gì vậy? Phong hoa trợn mắt há mồm, hướng 8 giờ bánh bao xâm lấn phải đi có hai tên lưu manh, hướng 10 giờ hàn yên phải đi có hai kẻ trộm, còn cái chỗ rẽ phía trước mà phong sơ yên mộc phải đi, dù là lưu manh hay kẻ trộm thì ở đấy cũng có chừng 4 tên NPC ngồi quanh chơi bài, thế cũng kéo luôn ư. Lại nói phần mình, cửa sổ đá bên phải. Lúc đi qua đấy cũng có hai tên lưu manh đang uống rượu đó sao bản thân có thể không kinh động đến hai tên NPC này liền leo lên được cửa sổ đá. Đấu pháp của chúng ta không đánh như vậy, thì kỷ lục phó bản sẽ không phá được. Diệp Tu nói, đội ngũ của họ, bàn về trang bị, không hề so nổi với đội ngũ đang chiếm cứ kỷ lục của Lam Khê Các. Đội năm người kia đều chơi nguyên bộ chức nghiệp, cộng thêm vũ khí tím cấp 30. Điểm sát thương coi như đạt cao hơn, thế mới lấy được kỷ lục 30 phút 45 giây 66 của hiện tại, còn đội ngũ của các công hội khác đứng gần họ trang bị cũng khách cấp bậc cách kỷ lục đứng đầu chỉ một khoảng nhỏ đấy quả thực là cực hạn của vùng đất lưu lạc đối với người chơi bình thường rồi nếu đội diệp tu chỉ dùng đấu pháp bình thường chắc chắn không vượt nổi kỷ lục này họ muốn phá tất phải phát huy ưu thế kỹ thuật của mình tựa như lúc trước phá bản rừng rậm băng xương vậy diệp tu dựa vào kỹ thuật của mình làm được đấu pháp một đợt sóng xô mà người chơi bình thường không thể làm nổi thế mới đạp đổ được kỷ lục do người khác lập ra nếu vẫn đánh dập khuôn như đội ngũ của những người chơi bình thường đại thần như hắn sẽ không khác biệt gì với những cao thủ bình thường thành tích cuối cùng đương nhiên sẽ không hề vượt trội làm vậy có thể phá được đây chẳng phải chịu chết ư phong hoa ẩm ý không ngừng ha ha ông cứ làm theo tôi nói đi vừa đánh vừa giảng ông nghe mọi người lên diệp tu vừa dứt lời ba người đã cùng lao ra phong hoa vẫn mở mịt nhìn hai tên lưu manh đang rượu chè kia sao tôi qua được cái cửa sổ đá kia phi súng lên Diệp Tu nói, còn hai tên lưu manh, biến mất ngay thôi, khi Diệp Tu nói lời này, quân mạc tiếu của hắn đã xông đến, chiến mâu lướt qua đưa hai kẻ trộm hướng một giờ lọt vào tầm công kích, rồi sau đó xoay người lại nổ liền hai phát súng đùng đùng, hai tên lưu manh đang uống rượu cũng bị kinh động, sau khi ném chai rượu về phía quân mạc tiếu thì chạy nhanh đến. Một mình ông dụ bốn quái, phong hoa kinh ngạc không thôi, lúc hắn ta dẫn đội đến đây, tổng cộng 8 NPC quanh đây, cứ hai người hai em. Còn đội này thì ngược lại, mỗi người đánh hai em, quân mạc Tiếu dụ bốn em rồi vẫn chưa thấy đá, lại bảo bậc thầy pháo súng kia đến chỗ rẽ phía trước kéo thêm bốn em. Cộng dồn lại có tổng cộng 12 em NPC, Phong Hoa kích động đến muốn rời khỏi phó bản. Còn không lên, nếu là lúc phá kỷ lục thật, giờ ông đã làm trễ không ít thời gian rồi. Diệp Tu nói, thao tác dưới tay lại không ngừng, quân mạc Tiếu xử lý bốn con quái tinh anh trong phó bản vô cùng thành thạo. Phong Hoa vừa ngu người chạy về bên dưới cửa sổ, góc nhìn vẫn quay về phía quân mạc tiếu đang đánh quái, chạy đến khi đập mặt vào tường mới nhận ra. Dùng phi súng lên, ông cứ thế sẽ tốn không ít thời gian đấy. Dù quái đã hơn 10 con rồi mà ông còn chưa làm được gì hết Á Diệp Tu nói. Lúc phi súng, cô hết sức bắn vào quái luôn, đừng lãng phí mấy phát súng ấy. Diệp Tu lại phân phó một tiếng, à, à, sự tự tin vô bờ bến của phong hoa khi mới vào bản, vừa hơn 10 giây đã tan thành mây khói. Một mình quân mạc tiếu đánh bốn quái, Bánh bao xâm lấn và hàn yên nhu giờ cũng đang mỗi người chiến hai quái. Phong hoa nhìn thử, phát hiện không phải bọn họ đang dẫn quái, đây rõ ràng đang giết quái, chẳng qua vừa giết quái vừa dẫn quái đi theo hướng cần đến. Phong hoa không dám lơ mơ nữa, chuẩn bị vội vàng nhảy lên cửa sổ bằng đá nọ. Kết quả lòng đang kinh hãi, tay có hơi run, không tính tốt khoảng cách, không nắm chắc sức lực, nhảy lên đã đập thẳng mặt nằm bò trên tường, dùng công phu thần lằn leo tường trượt dần xuống. Diệp tu vừa nhìn thấy tim đã thình thịch. Phong hoa này dẫu sao vẫn là một hội trưởng, không mong hắn ta có trình độ thao tác như đám đường nhu hay bánh bao, ít ra cũng phải quen tay như điền thất và nguyệt trung Nguyên. Thế nhưng ngay cả cửa sổ cũng không nhảy lên nối, không phải ma mới đó chứ. Sự hãi hùng của Diệp Tu lúc này không kém hơn phong hoa bao nhiêu, nếu là chim non thì chết toi rồi. Phải biết lần phá kỷ lục lần này chủ yếu dựa vào kỹ thuật, nếu phong hoa là một kẻ quen tay còn có thể sắp xếp cho một việc đánh chơi, nếu là ma mới thì không thể đụng được đâu không phải ông nhảy không được đó chứ diệp tu hỏi không phải hơi lo lắng thôi phong hoa nói lo cái gì đấu pháp của mấy người hơi quá rồi phong hoa nói bình tĩnh nào phần sau còn quá đáng hơn diệp tu nói hả ông mau nhảy lên đi diệp tu vừa nói vừa nhìn chằm chằm bên này hắn muốn xem kỹ trình độ của tên phong hoa này nếu thật sự là một người mới thì nên quyết đoán đổi người gà mờ không đáng sợ gà mờ không hiểu mà giả hiểu mới đáng sợ lần này phong hoa đi đúng khoảng cách quyết đoán nhảy lên vững vàng đáp xuống diệp tu nhìn khoảng cách và sức lực nắm tốt hóa ra không phải ma mới thật tôi bảo dùng phi súng mà sao ông nhảy thẳng lên vậy nhưng có chuyện vẫn phải nói á à, á à, tôi quên mất làm lại ư ừ, phong hoa nói làm lại đi tiện thể luyện luôn dùng phi súng để lên có lẽ hơi khó nếu ông thật sự không làm được thì cứ thế đi diệp tu nói có thể mà có thể mà phong hoa vội vàng nói kỹ thuật phi súng là bay ngược mà còn cần khống chế súng để nắm giữ tốt khoảng cách và độ cao khi bay của mình toàn bộ điểm rơi phải dựa vào kinh nghiệm để phán đoán trong quá trình bay không hề có thời gian để chuyển góc nhìn xem xét phong hoa nhảy xuống khỏi cửa sổ đá đi đúng khoảng cách diệp tu nhìn thoáng qua chỗ đứng của hắn ta lập tức hỏi ông chuẩn bị dùng mấy phát súng sáu phát a à, phong hoa nói sáu phát đụng trúng đầu đụng trúng đầu rất cao vào không được cửa sổ diệp tu nói thế à vậy xa hơn chút, ông gần thêm chút, năm phát là được. Diệp Tu nói, ở đây, Phong Hoa bước một bước, được, ok Phong Hoa đáp lại, đứng vào vị trí, nhảy lên, xoay người giữa không trung rồi rút súng ra bắn, súng xả điên cuồng, năm phát súng liên tiếp bắn ra một lực đẩy mạnh, quả nhiên vừa hay đưa hắn ta lọt vào khung cửa sổ. Lúc này Tô Mộc Tranh đã dẫn bốn con quái chỗ dễ kia đến, bốn người nhanh chóng tụ 12 con quái lại một chỗ, công kích cực nhanh, Phong Hoa ngồi xổm nơi cửa sổ rất tịch mịch, mình cũng có phải đến làm cảnh đâu. Phong Hoa, ông tấn công hai con ở giữa vòng vây đấy, có chú ý không? Tiếng nói ra lệnh cho hắn ta rốt cuộc đã tới. mươi 151, lòng như lửa đốt. Phong Hoa tỉ mỉ nhìn sang đống quái, nhìn một hồi lâu, rốt cuộc nhìn đến phát khóc chỗ nào là ở giữa. 12 con tiểu quái này cũng không phải xếp hàng chỉnh tề chờ hắn kiểm duyệt, trong lúc giao chiến là một đống hỗn loạn, ngay cả bọn quân mạc tiếu cũng sẽ có lúc tiến vào trong đống quái, phong hoa nhìn chằm chằm cả một phút đồng hồ vẫn không thấy được chỗ gọi là ở giữa nhìn tôi đánh đột nhiên một cô nàng lên tiếng phong hoa nhất thời không biết là hàn yên nhu hay phong sơ yên mộc nhưng rất nhanh đã thấy phong sơ yên mộc sau khi chạy đi liền đột nhiên nhảy lên xoay người nổ súng phi pháo nhảy lên một cái đài cao thấy được không thanh âm kia lại truyền đến gì phong hoa mờ mịt tôi vừa mới đánh đó đối phương nói phát phi pháo kia phong hoa hỏi đúng vậy chậc chỉ lo nhìn người, không thấy pháo. Phong Hoa buồn bực, nhìn lần này, Tô Mộc Tranh nói xong, Phong Sơ Yên Mộc đứng trên đài lại nổ súng lần nữa, Phong Hoa vội chăm chú nhìn, chỉ thấy đống quái dính pháo nổ tung, Phong Hoa muốn khóc rồi. Thiện xạ của hắn bắn quái là từng dòng máu văng ra, nhìn là biết ngay. Nhưng đạn pháo của bậc thầy pháo súng lại nổ vang ầm ầm. Hiệu quả của khói lửa rất dữ, cứ thế mà chẳng phát hiện được phát pháo này đang bắn ai. Được rồi, tấn công đi, Tô Mộc Tranh nói, tôi, Tôi vẫn không biết, Phong Hoa nói, sao vẫn chưa thấy, đạn pháo quá mạnh, Phong Hoa rơi lệ đầy mặt, lời này nói ra cảm giác thực ấu trĩ. Vậy như này thì sao? Tô Mộc Tranh vừa nói, Phong Sơ Yên Mộc đã đưa một cây súng máy hạng nặng lên, dùng ngay kỹ năng súng nòng xoay để bắn phá, lần này không dùng thao tác dung súng, đạn bay thẳng tắp một đường, bay ra liên tiếp từ nòng súng bắn vào đám tiểu quái. Thấy rồi thấy rồi, Phong Hoa liên tục nói, lần này còn nhìn không được chắc hắn xấu hổ chết mất, Vậy là tốt, Phong Hoa lập tức rút súng bắt đầu bắn về phía quái, đang nghĩ xem vì sao lại phải ở giữa, kết quả chợt thấy con quái kia quay đầu lại chạy về phía Phong Sơ Yên Mộc, mở miệng nói tiếng hoa phổ thông cực chuẩn, con nhóc kia, muốn chết à. Chủng loại của quái ở vùng đất lưu lạc đều là người, mở miệng đương nhiên nói tiếng người. Không giống tiếng rít của lũ quỷ lùn, tiếng than khóc của nhóm sinh vật bất tử. Ô ti rồi, Người được cho là quá quen với vùng đất lưu lạc Phong Hoa lập tức biết thù hận của đám tiểu quái đã dính lên người Phong Sơ Yên Mộc rồi. Cô nàng này vì chỉ mình chỗ nào ở giữa mà bất cẩn gây OT, Phong Hoa hổ thẹn vô cùng. Kết quả Phong Sơ Yên Mộc không hề xem đấy là chuyện to tát gì, hỏa lực vẫn rất mạnh. Chỉ thấy một chùm sáng ngưng tụ tại miệng pháo, chiếu một tiếng, một đường laser trực tiếp bắn ngã con quái OT đang kêu gào. Đây là kỹ năng cấp 30 của bậc thầy pháo súng, pháo laser đứng đầu trong vinh quang về khoảng cách tấn công, lực công kích cực mạnh, hơn nữa có thể tụ lực. Sau khi tụ lực có thể tăng sức mạnh lên đến 40%, nhưng đồng thời sẽ sinh ra một độ giật rất mạnh. Độ giật này cần người chơi tự thao tác đi tới đi lui để giải quyết hết, nếu như thao tác không tốt, chưa nói đến việc bản thân có thể bị té xuống đất mà độ chính xác khi công kích cũng bị ảnh hưởng. Tô Mộc Tranh đương nhiên sẽ không gặp vấn đề gì với thao tác cơ bản kiểu này, pháo laser vừa bắn ra, phong sợi yên một lướt một bước về sau, Hoàn Mỹ triệt tiêu độ giật kia. Có điều, bấy giờ cô nàng đã OT, vậy mà còn sử dụng kỹ năng mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ sợ chết không đủ nhanh sao? Phong Hoa hoàn toàn không hiểu, tuy rằng hai người họ đều đứng trên địa điểm cao, nhưng nơi cao chỉ thuận lợi cho tấn công từ xa, nếu cho rằng đám quái chỉ có thể ngước lên nhìn thì sai rồi. NPC là người, tiếng phổ thông còn biết nói, nhảy nhót có là gì? Người ta cũng biết nhảy đó. OT rồi, OT rồi, OT rồi, OT rồi. Phong Hoa nhịn không được mà kêu to nhắc nhở mọi người. Âu Ti thường xuyên dẫn đến diệt đoàn, Phong Hoa cực kỳ chú ý, ra sức la lên. Ha 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 ha, bình tĩnh chút đi ma mới, chỉ là Âu Ti thôi mà. Bánh bao sâm lấn cười lớn, ma mới, chỉ Âu Ti thôi mà. Phong Hoa không thể chấp nhận được hai câu này. Hắn ta cảm thấy đứa bảo Âu Ti chỉ là thôi mà mới chính là ma mới. Đang chuẩn bị mở miệng phản bác, lại nghe thấy tiếng của bậc thầy pháo súng kia, đừng lo, anh xem, lại nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, phong hoa buồn bực, ánh mắt của hắn vẫn chưa từng rời khỏi đống quái đó. Nhìn cái gì, vì vậy hắn hỏi lại, nhìn quái âu ti mà anh nói, tô mộc tranh trả lời, quái âu ti rồi, phong hoa lầm bầm lưu ý, lại phát hiện tìm không thấy quái bị ướt, thù hận đã rời lên người phong sơ yên mộc, quái vốn nên rời đội mà chạy về phía phong sơ yên mộc, trước đó rõ ràng thế mà. Nhưng lần này phong hoa có hơi hoảng hốt, lại tìm không thấy con quái dự định âu ti kia điểm thu hận đã về rồi sao cái này xảy ra cũng quá nhanh đi phong hoa vô cùng kinh ngạc chỉ thấy liên tiếp ba phát đạn pháo nổ tung đám quái bậc thầy pháo súng kia lại ném một phát pháo chống tăng đến chậm đã phong hoa sợ hãi kêu lên bậc thầy pháo súng này rõ ràng là con gái đấu pháp lại bạo lực thế kia không hề khống chế lực công kích chút nào kỹ năng công kích không hề gián đoạn mà liên tục bắn ra hiếm lắm mới có một lần kéo thù hận về nhanh như vậy lần này phải trăng lại kiềm không được mà ô okay. Kết quả Tô Mộc Tranh cho hắn một đáp áp gần như khiến hắn tuyệt vọng. Phong Sơ Yên mục tiếp đấy lại một phát đại bác bắn qua, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn trước. Những chức nghiệp có tiết tấu công kích chậm như bậc thầy pháo súng, thông thường sẽ có lực bạo phát cao, vì lẽ đó kỹ năng của bậc thầy pháo súng gây thương tổn rất mạnh. Lúc này Phong Sơ Yên mục liên tiếp sử dụng ba kỹ năng công kích cực mạnh của bậc thầy pháo súng cấp 30, đừng nói đội này không có chức nghiệp nào đảm đương MT, cho dù có cũng chống đỡ không được những đòn công kích không hề khách khí nãy giờ lại sắp âu ti phong hoa thở dài quả nhiên trong đống quái lại phát ra một tiếng con nhóc kia muốn chết à lại có quái âu ti rồi bi kịch thực sự là bi kịch phong hoa ngửa mặt lên trời thở dài kết quả hắn vừa cúi đầu nhìn quái bị âu ti lại không thấy động tĩnh gì thù hận lại về rồi ư phong hoa thực sự nghĩ mãi không ra không phải hắn nghi ngờ năng lực của mấy người này chỉ bởi vì bậc thầy pháo súng này quá bạo lực trước đấy một phát pháo laser đã làm OT nhưng sau lại dùng liên tiếp pháo chống tăng và đại bác, ba kỹ năng này cộng lại sẽ dẫn đến OT, không có loại kỹ năng chuyên gây thù hận, chỉ dựa vào việc gây sát thương đâu thể nào kéo thù hận về trong chớp mặt vậy. Điều đó không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Phong Hoa từ lúc bắt đầu OT vẫn đứng xứng sờ bên cửa sổ, lúc này Tô Mộc Tranh đột nhiên kêu lên, sao anh lại không đánh? Đánh, đánh gì? Phong Hoa vẫn còn đang tự hỏi vấn đề thù hận và OT. Mục tiêu tôi đánh đấy, anh đánh theo tôi là được. Tô Mộc Tranh nói, cô đánh, khi Phong Hoa nhìn lại, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh lại dùng súng nòng xoay chỉ đường, lần này cô dùng thao tác dùng súng, nòng súng không ngừng lắc lư trái phải, đạn bay ra hai hướng, bắn vào hai con tiểu quái trong đống quái. a à, hai đường đạn bay, Phong Hoa lại kêu lên sợ hãi, hắn cũng chơi hệ xạ thủ, tuy không phải bậc thầy pháo súng, nhưng hắn biết thao tác này. Dùng súng để súng nòng xoay lệch đi không hề dễ dàng, muốn dùng súng bắn chuẩn xác vào hai mục tiêu lại càng khó hơn cả đây có nghĩa việc vung súng bằng cách di chuyển chuột phải cực kỳ chính xác dư một chút hay thiếu một chút cũng khó thể bắn ra hai đường đạn rất có khả năng bắn ra tới ba bốn đường khi hắn nhìn thấy mục tiêu bị đường đạn bắn vào phong hòa bỗng nhiên phát hiện thêm chuyện càng kinh ngạc hơn hai con tiểu quái bị đạn bắn cho run rẩy nhưng chúng không hề từ bỏ việc đấu tranh cả hai cùng chạy về phía phong sơ yên mộc không chút dao động thực hiển nhiên người gây thù với chúng chính là phong sơ yên mộc mau mau hai con kia âu ti rồi trong tiếng kêu to vội vàng của phong hoa súng nòng xoay đã bắn xong khi hai con tiểu quái sắp đến gần phong sơ yên mộc bỗng nhiên một cây chiến mâu móc một con quái đập từ trên trời xuống hai con quái bị đánh ngã ra đất mà người dùng viên vũ côn hàn yên nhu lại lập tức đi chỗ khác đánh quái ai phong hoa vội vã nhắc nhở hàn yên nhu chú ý thù hận của bọn chúng đã thấy bánh bao xâm lấn xài bước chạy về phía hai con tiểu quái kết quả lại chẳng làm gì cả chỉ đi ngang qua chúng mà thôi khi hai con quái cố chấp kia định chạy về phía phong sơ yên mộc, phía trước chợt xuất hiện bè lũ anh em của chúng dàn hàng đi ngang qua. Đấy chính là lũ quái có thủ với bánh bao xâm lấn đang đuổi bắt bánh bao xâm lấn. Hai con NPC bị cản không thể làm gì khác ngoài việc đi vòng sang, kết quả chưa kịp bước được hai bước, một tiếng ẩm vang lên, quân mặc tiếu dùng lạc hoa trường, một con quái bị nổ vang sang, không nghiêng không lệch lại đụng ngã hai con quái kia. Đây là, phong hoa cũng không phải đứa ngốc, hai con này rõ ràng đã bị OT, lại mãi chẳng thể nào tiếp cận mục tiêu cứ ngã ra rồi đứng lên qua hồi lâu vẫn dậm chân tại chỗ mà làm nên cục diện này chính là cách di chuyển và tấn công trước sau của ba người lẽ nào phong hoa đang nghĩ ngợi một tia laser từ chỗ cao bắn thẳng xuống thời gian đóng băng của pháo laser vừa kết thúc phong sơ yên Mộc đã không khách khí mà bắn ngay hai con quái vừa đứng lên lại bị đánh ngã rồi khi chúng đứng lên muốn chạy về hướng nọ hai con quái khác bị hàn yên nhu dùng lạc hoa trưởng đánh sang lại đập vào người chúng đây là phối hợp phong hoa rốt cục đã hiểu